nói giùm anh. Ngay cái đầu giường á, ngay chỗ giường lạc nằm á, ngay cái đầu giường luôn á, nhìn nó là thấy liền. Sợ tối quá. Mấy chị em nay thấy rõ không? Sợ tối không? Mấy bạn không thấy nè. Tối quá không? Để em để mấy cái đèn gì lên thử. Hôm nay em lên đồ sale cho nó lẹ nè mọi người ơi. Thấy em không mấy giờ mấy chị ơi? Kéo qua đây xíu cho sáng. Rõ đẹp không mấy chị? À, nay wifi xài lại được sơ sơ. Nay wifi xài được sơ sơ. Nên bây giờ lên đồ luôn. Rồi mấy chị em đợi em chia sẻ bài cái đấy nha mấy chị em nha. Rồi bắt đầu em sẽ lên em sale đồ luôn. Rồi, ok chưa? Rõ mồng một luôn phải không? Nên wifi xài được lại được rồi. Ê, em máy lên coi nó có đổi cân không? Báo chị coi. Chờ em tí để em kết nối wifi nè. Rồi chờ em tí. Không phải má ơi, hôm qua chị tự tiêm môi mà chị không xài thuốc tê cho nên nó tím. Cho nên nó bị tím mấy đứa ơi, chứ không phải dính mực nha mấy đứa ơi. Coi như ta mọc rau không mực một bữa đi mấy đứa. Hỏi hoài nãy giờ ta đã không có cố tình, người ta không có trả lời rồi mà hỏi hoài. Không có phải dính mực, mực gì mà chùi không ra. Trời ơi, mà quên em che khuyết điểm nữa. Ngộ ghê hà. Rồi mấy chị em chờ em 5 giây để em vô đọc comment cái nha. Xét mặt có bán, xét hàng Thái Lan. Về được xét này được có mấy bộ thôi, em giành được có mấy bộ thôi. Hàng này là hàng dinh mềm. Mà mấy chị thấy ban đêm nó sẽ ánh lên dày. Mà em về được chỉ có 2 size thôi. Size S đó là 46-47kg đổ về ha, size S nha. Rồi size M á là 53kg đổ về. 53-54kg đổ về. Rồi mấy chị chờ em tí thôi. À, nãy nói là cái gì quên nè. 66 chấm gì? 66.104. Rồi mấy chị chờ em tí nha. Mới ta tung cái mẫu. Quản lý quýnh đúng không? Con lòng nói mày quýnh tao đó. Rồi này. Vô nha mấy chị em nha. Rồi bây giờ hiện tại là em cái bộ đồ này giá thì nó sẽ hơi cao. Tại vì nó nguyên một set nó sẽ ánh như vậy. Em mặc bị rộng thôi mấy chị. Em phải mặc cái quần đùng đít vô mà nó vẫn còn bị rộng. Đó, nguyên set này lên nó sẽ là như vậy. Không biết mấy chị thấy em rõ không? Ê, kiếm cái đèn khác mở. Cái đèn này nó hơi bị đen nè. Nó hơi bị ấy là bị đen. Không nha má, thêm cái đèn. Đèn ngược lại. Ngược lại là ấm ở ngoài. Trên cùng ở ngoài. Ừ, gọi đèn đó. Đỡ đi coi đỡ cho mấy chị. Tại hôm nay điều kiện hơi thiếu thốn ánh sáng tí xíu. Đó, rồi nguyên cái này hôm nay là em lấy từ bên Thái về. Là giá cũng 300 mấy luôn. Mà bây giờ hiện tại em sẽ bán nguyên giá cho mấy chị luôn. Tại vì em còn, em được có 1-2 bộ size S gì à. Size M cũng vậy. Cho nên em bán cho mấy chị là 299 bộ này luôn ha. 299 bộ này luôn. Nhớ giùm em size S là 46-47kg đổ về. Size M là 53-54kg đổ về. Chị nào lấy chốt đơn kem bộ này bảo đảm với mấy chị là mặt không đụng hàng luôn. Đằng sau là nguyên cái bảng lưng thun. Mặt không có bị thấy bụng, yên tâm. Em ốm nhưng mà con người em sau xanh là có bụng nha mấy chị nha. Eo em hồi nãy đo là lên 60 mấy rồi đó. Đó, cho nên giờ tôi thấy ba vòng tôi bằng nhau là vậy. Rồi, chị nào lấy thì chốt đơn mẫu này cho em. Tại vì cái này là hàng jean mềm. Ở ngoài á, cái tất cả những cái mà eo vì này sẽ là thơ hết. Và độ ngực nha mấy chị nha, có mút ngực nha. Có mút ngực nó độ.
cái giá người ta đang bán cái mẫu này ở ngoài shop là 650, là hàng chỗ rẻ nhất nha. Đó, 650 là hàng rẻ nhất nha. Ủa nó có không? Có đơn không? Cái gì? Là sao? Mai bút xe nó ở đâu? Địa chỉ nó ở Thủ Đức hay Gò Vấp? Quận 8 hả? Vậy để mai tranh thủ bút xe qua. Nhưng mà giá ship sẽ hơi cao tại mình nó cứ nhận nó vậy đó. L72 mặc size M bé yêu ơi. L72 mặc size M giùm chị nha. Đó. Rồi chị nào lấy chốt đơn giùm em nguyên cái set này. Nguyên set này đúng nghĩ bán cho mấy chị giá 299 bao mấy chị đi khắp mọi nơi hỏi luôn. Nói chung là hàng em có sao em bán vậy 299. Với lại cái thằng này em đang sale cho mấy chị 199 nè. Đây, thằng này từ 299 em sale cho mấy chị còn 199 nè mấy chị. Đó, hàng này là hàng Thái Lan. Mấy chị nhìn khác hàng Quảng Châu liền. Hàng Quảng Châu á, cái nền phía trong này á, tuy là màu trắng nhưng mà nó sẽ hơi nhắm 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 đen, có muối tiêu đen. Còn cái thằng này là chính gốc hàng Thái luôn nha mấy chị nha. Form cho em co giãn. Đây, hàng này nó sẽ là co giãn. Đó, len Thái Lan. Len Thái Lan nó sẽ co giãn nha. Chị nào lấy đầm Barbie, chốt đầm Barbie của em hoặc là đầm body 199. Còn cái set này của em là hàng jean, hàng mắc tiền rồi là 299, hàng độc quyền luôn. Ok, Nguyễn Thị Minh Như lấy size M nè. Là bao mấy chị, hàng này ra ngoài 650, em phải lấy một set em mặc luôn á. Tại vì mấy chị biết sao không? Cái giá của nó ở ngoài thị trường đội lên quá cao. Mà lên form quá đẹp luôn. Thiệt sự là quá đẹp. Bên kia chị lấy ra bên kia hết rồi. Nè, còn hai bên lấy luôn set này nè. Là set M nè, cái bao nè. Xếp sẵn rồi nè. Đó, chị nào lấy cái này chốt cho em 199 nha, hàng body dưới 55kg là ok nha mọi người nha. Dưới 55kg cho em. Xuất sắc, thề với mấy chị luôn. Nè, xẻ tà. Form rất là đẹp. Đó, từ 55kg quay đầu cho em. Hàng len gân co giãn từ 299 em sale luôn cho mấy chị. Còn 199 mẫu này sát giá rồi, chưa bao giờ mà. Chưa bao giờ mà có cái giá này luôn nha mấy chị nha. Chưa bao giờ có cái giá này luôn nha mấy chị gái nha. Đó, bà nào lấy thì chốt đơn cho em. Còn cái hàng trắng trắng này là hồi tối qua em lên rồi. Mà em không nhớ em sale hôm qua này chị sale như vậy ta. Tại vì lỡ bán sẽ có cái giá rồi. Cái set này hôm qua sale bao nhiêu rồi vậy ta? Ok bà muối nè. Cái set này hôm qua chị nào có mua rồi á, nhớ giá không? Báo cho em cái nào mấy chị. Đây, cái set này hôm qua tiểu thư nè mấy chị. Đó, hàng rất đẹp kèm với cái quần tắc ta, hàng shop luôn. Hôm qua em để nguyên giá bao nhiêu, dùng mẻ giá rồi em không nhớ, trăm mấy á mọi người. Chị nào nhớ báo lại em để em bán khách tiếp, em còn có mấy bộ thôi à. Đây, với lại cái form quần tắc ta lên nguyên form cực kỳ xịn luôn mấy chị em ơi. Trắng kem nha quý vị nha, trắng kem nha. Chị nào lấy cái set trắng kem này chốt kem hình như là 115, 125 gì đó. Chị nào lấy thì chốt đơn, còn cái set đang mặc nào xuất sắc chưa? Cái này là giờ đang bán đại trà, đang bán vui vẻ chị em mình đó, cho nên là ngồi đất nha. Ngồi đất nên hơi điều kiện hơi thiếu ánh sáng tí xíu. Đó, cho nên là camera để hơi thấp tí xíu thì có nghĩa là mình coi đỡ giùm em. Nhưng mà form dáng về là nhận xuất sắc hơn nhiều, xuất thần hơn nhiều luôn. Bán vui vẻ chị em mình, tại hôm nay live sale live dồn rồi. Đó, rồi lê trần lấy trắng kem có nè, để xíu nữa tôi coi là cái giá này coi bao nhiêu nha mọi người nha. Nhưng mà tầm 111, 115, 125 đó. Hôm qua chị bán 115 hả? Rồi vậy là 115 nha mọi người nha. Đó, để xíu em lục ở trong cái đống chị nào lấy chốt đơn cho em nè. Đây, chị nào lấy chốt cho em set kem. Set kem này quần nó sẽ là quần tắc ta 50% lưng thun, có hai túi hai bên. Đây mấy chị. Đó, có hai túi hai bên, nó là form như vậy. Ủa? Tao tức quá, tao tức quá trời. Rồi một cái áo như vậy, đằng trước là cổ ren, đằng sau cũng ren. Và áo như vậy nè mấy chị thấy không? Rất là xuất sắc.
này em xách kem Nguyễn Bảo Hân có nè. Rồi mẫu này kem sale cho mấy chị nguyên cái zoom này là 115.000. 115.000 kem ha mọi người ha. Rồi màu vàng nè, màu nâu nè, màu xanh lạ nè, với lại màu đỏ đô. Không biết có màu ra không có. Đây hả? Màu xanh bơ. Màu xanh bơ, màu đen, hồng đậm, hồng lợt, rêu đó nha mọi người nha. Đây, đây là tổng cái màu của nó. Tổng cái màu của nó, hôm nay là không có để filter nè, mấy chị nhìn rõ màu cho em ha. Đó, những cái màu mà không có lai vàng á, Võ Ngọc Ly lấy xách kem lên, em cái số điện thoại luôn chị gái ơi, rồi inbox địa chỉ mới có đơn. Lên em cái số điện thoại con boss nó mới in đơn ra. Rồi cái mẫu này đang chuẩn bị sale 115 cho em luôn nè. Màu đen, màu đỏ, đỏ đô nè, màu vàng, màu nâu, hồng hồng đậm, hồng lợt, xanh lạ, bơ, ok chưa? Liên Anh chị chốt rồi, chị chốt đầu tiên rồi, chị đọc em 3 lần rồi. Hôm nay là mạng màu ok lắm mọi người, em đọc 2-3 lần luôn mà mọi người không nghe là kiểm tra lại mạng của mình nha. Rồi mẫu này sẽ có tăng đơn co giãn cho em ha, sale cho mấy chị 115 nguyên cái con zoom này luôn. Và cái phần này nó sẽ có chỗ thun để giữ cái eo lại. Đó, mặc lên là form suông luôn, thấy không? Xuất sắc luôn mấy chị gái. Lên rất là ok, chị nào lấy chốt đơn cho em cái con zoom này rất là dễ mặc luôn mấy chị gái. Mà sale còn có 115 mà cái con zoom này chị em nào lấy chốt liền rất là lời luôn. Thiệt sự là rất là lời, em có đăng hình đầy trên Facebook luôn á. Lên form rất là đẹp ha mấy chị. Đó, lên con zoom này lên form rất là đẹp. Mấy chị nhìn nào, mặc nguyên con nó sẽ là như vậy. Có tăng đơ co giãn luôn, sale cho mấy chị còn 115. Mà coi nè mấy chị, coi cái zoom của nó thuốc thao, bên trong có lót quần luôn. Xuất sắc, không thể nào mình chê được, lên trắng da vô biên ha. Rồi mấy bé Lì là zoom hồng sen với nu có nè. Nhưng mà cho thông tin chưa? Cho rồi mới in chứ má. Coi chị trong mua shop mà cho chưa? Chưa cho, chưa in đâu. Rồi chị nào lấy chốt đơn của em nha. Xét kem đây người đẹp. Xét kem đây còn mấy cái nữa là hết rồi. Chị em gái nào khách mới lên cho em số điện thoại địa chỉ mới có đơn nha chị nha. Rồi mẫu này cho em, nó sẽ là như vậy. Nó là hình cái bông vậy nè chị thấy không? Đó, cái bông vậy nè. Rồi với lại một cái quần cách ta 50% lưng thun. Tay á là có dúm luôn cho em, thấy không? Tay nó sẽ là có dúm luôn. Tại vì hàng này shop đặt có một màu một thôi, độc quyền của người ta. Mẫu người ta cũng chụp có một màu một thôi, không có màu thứ hai để mà thế vô nữa. Đây mọi người, đó, có là thấy không? Có thun tay luôn. Chị nào lấy chốt cho em 115 nguyên set này 115, còn được 2-3 set nữa là hết thôi. 2-3 set nữa là hết. Chị tách lẻ cái quần tách ta là mấy chị mặc chung với áo thun hoặc là áo sơ mi khác cũng đẹp nữa, không ảnh hưởng gì hết trơn ha. Rồi bạn nào lấy zoom nữa chốt zoom giùm em, đang sale 115 nè mọi người ơi, đang sale 115 nè mấy chị. Đó, bạn nào lấy chốt đơn cho em zoom nè. Zoom có xanh rêu, xanh rêu có nè. Đây, xanh rêu có một cái nè, hơi tối hả, chịu khó coi đỡ, chịu khó coi đỡ nha, tại cái tường này nó không có đẹp, nó không có tối màu bằng cái bên kia, cho nên là lai nó hơi tối. Hay là tao quay vô đây tao lai ta. Rồi xong Ngân bỏ đồ. Lát kinh không có về nữa người đẹp ơi. Qua bỏ lấy cái đèn kia hả? Cũng được. Rồi cái này gì đây? Cái gì mà có hồ bơi hồ chơi trời đủ má nguyên. Hình như cái set áo đây nè mọi người ơi, em tưởng hết rồi. Đây cái set áo còn vậy mà bữa giờ báo khách là hết rồi, coi tức ghê không. Đây cái set áo còn nha mấy chị nha, còn màu trắng với màu bơ nha mọi người nha, đang sale còn có 65.000 thôi. Set này còn màu trắng với màu bơ nè, Hương Nguyễn lấy set kem có nè, ok nè. Rồi Hương Nguyễn xíu gửi cho địa chỉ trong inbox giùm em luôn nha chị gái nha. Rồi đây, em có màu bơ với màu trắng. Thì cái này á, cái vải của nó là mấy chị nhìn nó co giãn nè. Đó thấy không, nó sẽ co giãn như vậy luôn. Ở đây nó sẽ khoét nhẹ, không phải nó khoét nhẹ mà nó viền á. Nó viền ôm cái ngực nè mấy chị thấy không, có một cái viền ôm cái ngực vậy. Đó, rộng rãi cho em, 60kg mặc cũng được mẫu này, 40-45kg mặc cũng được mẫu này. Nguyên set này đang sale 65.000, em tưởng hết rồi, cuối cùng lòi ra nguyên cục. Đó, cuối cùng lòi ra nguyên cục. Zoom bao nhiêu đây màu nè bé yêu ơi. Đây, zoom là bao nhiêu đây màu, màu rêu.
thì áo khoác nó cũng là xanh bơ luôn ha, xét xanh bơ áo khoác cũng là xanh bơ luôn đó. Vòng vô vòng cái đèn qua cái coi chừng gãy rồi. Mấy chị gái ơi, chia sẻ giùm em chấm bài mấy em gái nè. Mấy chị gái ơi, đây nguyên xét bơ xuất sắc lắm. Vậy mà bữa em xóa hình em không có đăng khách hỏi quá trời cái xét này luôn. Rồi bà nào lấy nửa chốt đơn giùm em nha, em có trắng mơ nha. Sáng chưa, vậy là sáng chưa? Sáng chưa mọi người? Tắt cái đèn trắng nha, tắt cái đèn trắng. Nó cũng hơi sáng sáng rồi ha mọi người ha. Hơi hơi rồi ha. Em mới tậu thêm một con đèn nữa cho nó sáng tí á. Em còn một cái áo ba lỗ này 45.000, chị nào lấy luôn giùm em. Hình như em còn màu đen nữa, màu xanh bơ với lại màu đen, chị nào lấy chốt đơn kem 45.000 ba lỗ nha mấy chị nha. Ba lỗ làm sao nó vậy, mấy chị để dành đi tập cũng được, mặc hình rất top cũng được nha. 45.000 đang xả 45.000, màu đen với màu xanh bơ, đen với xanh bơ coi dễ thi size cho em nha. Đó, ba nào lấy chốt đơn giùm em. Ừ, ba nào lấy thì chốt đơn mẫu này cho em luôn nha mấy chị gái nha. Rồi set em đang mặc vẫn còn, chị nào hỏi thì chốt đơn cho em. Set đang mặc đang xả quá rẻ luôn, từ 399 còn có 299. Còn cái đầm baby doll nó là từ bao nhiêu quên mẹ rồi. Từ 299 xả còn 199 nha. Mỹ Linh lấy ba lỗ đen có nè. Em cái ba lỗ đen đâu? Rồi 45.000 ba lỗ đen. Cái gì? Không, cái ba lỗ nó đây nè. Rồi chị nào lấy nửa chốt đơn, em đang xả hàng hết đi luôn rồi mọi người ơi. Áo này em còn hai cái nè, bà nào lấy chốt đơn giùm em cái nè. Áo này em còn hai cái nè, chị nào lấy chốt đơn em đang sale còn 140 hàng mất kia đồ, còn hai cái thôi. 140 hàng mất kia đồ từ 40kg cho tới 65kg, còn màu nâu không thôi. Còn màu nâu không thôi là chị nào lấy chốt đơn cho em, gấu là gấu lông cho em ha. Gấu này theo lông cho em luôn, từ 40 cho tới 65kg hàng mất kia đồ không có thời gian. Đó, bô rip cô rip một loại một luôn, còn hai cái chị nào lấy chốt 140 luôn, xả 140, xả 140 rồi để khui đồ qua tiếp mấy má. Rồi Bùi Quỳnh Như lên chị cái số điện thoại, inbox chị địa chỉ mới có đơn nha. Bùi Quỳnh Như lên chú cái số điện thoại nha mới có đơn nha. Bùi Quỳnh Như lên số điện thoại giùm cá nhân người đẹp nha. Có áo thun mới là nó thun luôn, mới là nó thun tức thời luôn nè. Áo thun gấu 140 đang xem 140 hàng Quảng Châu mất đi nồi chị luôn. Ủa này gì vậy? Đây để em lên mẫu này em xem cho mấy chị em luôn. Mẫu này đầm này đang sale 89.000 cái luôn, còn 3 màu. 89.000 cái còn 3 màu, còn được mấy cục này nó gọi là hết nè. Đây, nó nằm ở dưới cuối cùng cho nên giờ sale luôn. Hàng này là hàng gì mấy chị biết không? Hàng này là hàng Quảng Châu. Mà bữa giờ em like bị rớt mẫu, bây giờ em mới thấy nó ra cho nên là giờ em sale luôn cho mấy chị gái ha. Mẫu này cho em là mấy chị nhìn vải nè. Đó. Rồi cái này là 155.000 xả cho mấy chị nửa giá còn 89.000 luôn. Màu xanh bơ, màu trắng với lại màu đen ha. Đổi địa chỉ cứ nhắn lại số điện thoại địa chỉ trong inbox giùm chị, nhắn trên này là chị không có nhớ là chị sẽ quên. Chốt trong inbox hết nha mọi người nha. Rồi. Trời ơi xuất sắc luôn mấy chị gái ơi, đầm bánh bèo tay phòng nè mấy chị. Đầm tay phòng 155.000 là mấy chị biết cái giá trị của nó là bao nhiêu. Để em kiếm thử cái filter khác coi coi nó sáng sủa hơn cái filter này không. Mà lướt hơi lâu tí xíu nha, nãy giờ em không có bật app. Đó, chị nào lấy cái đầm đó thì chốt đầm đó cho em nha. Em rảnh không Ngân? Ngộn lướt một chị này ngồi. Lướt một kiếm lại filter cũ của chị nha. Rồi, Nguyễn Lợi lấy đủ màu nè, 89 có nè. Chị nào lấy chốt đơn cho em mẫu này. Mẫu này em nói xuất sắc luôn. Thật sự là rất là xuất sắc luôn mấy chị gái. Chị nào lấy thì chốt đơn giùm em baby doll 60kg vừa. Đây baby doll 60kg vừa, chị còn màu xanh nè. Chị còn cái màu xanh này là xả luôn 89.000. Chị nào lấy chốt đơn cho em xả luôn 89.000. Đây, còn một cái hát nhắn trong inbox mà hôm qua đinh lên là bán hết rồi mà cuối cùng cũng còn nè. Đây, còn được cái baby doll này 89.000. Chị nào lấy chốt cho em caro xanh 89 nha. Chị nào lấy chốt kem caro 89 đó, bà nào lấy chốt đơn caro 89 cho em nha mấy chị nha. Rồi bà nào lấy nửa chốt đơn cho em. Rồi chị Thúy Kim lấy đen, kịch đen 89 có nè. Rồi đầm trắng 89 là đào vỏ có nè. Rồi vậy là em còn màu
mặt em lại nè mấy chị thấy không, trẻ liền mà hơi có râu nha mấy má, mới độ lại cái mặt cho nên là hơi còn hơi sưng mấy chị ơi, sưng vui vẻ luôn thấy không, thấy mấy cái lỗ này không mấy chị, mấy cái lỗ này là đi kim vô á. Rồi mấy bà đợi tôi xíu, tôi đang kiếm filter, ngồi xa nó không có lên đèn. Nó cứ quay. Rồi cái này cho em là lên lại mẫu cho mấy chị coi từ từ. Đó nó bị tối màu xuống rồi nè. Đây tay phòng nè mấy chị nhìn nè, thấy không, đập bánh mèo cho em 55-56kg về, xuất sắc luôn. Ok bấy nhiêu nè. Rồi cái này màu trắng kem mà khỏi phải dơ lên rồi ha, làm biến quá, lấy cái màu bơ này đi. Tại màu trắng kem vẫn còn. Màu bơ lên nè. Màu bơ, cái màu bơ vải đẹp lắm. Đó 55-56kg về cho em nha mấy chị nha. Mặt lên á, bắt đầu có vú có dê đưa ra thì cái phần này nó tóp vô, nó xòe cái phần dưới ra. Đó, xuất sắc luôn mấy chị. 55-56kg quay đầu cho em vui vẻ chị mình luôn ha. Bộ đồ chị đang mặc còn nha. Bộ đồ chị đang mặc là 399 sale, còn 299 hàng Thái Lan nha. Mới sắp tay về luôn. Có size M với size S. Size S là 46-47kg đổ về, size M 53-54kg đổ về chị nha. Đó, đằng sau là có lưng thun nha, đơn tối qua chưa đi luôn nha, đẹp nha. Bảo đảm không đụng hàng, mà hàng này hàng LV. Mấy cái in ở trên này nè là LV. Mấy chị vô tối á, là nó phát sáng, mắt sáng ra rất là đẹp luôn. Hàng viên mềm, đẹp cực kỳ. Chị nào lấy đầm này nữa chốt cho em đầm nè. Cái viên chiên lên số điện thoại địa chỉ inbox giùm em cái nha. Huỳnh Nhân lên số điện thoại địa chỉ inbox cho chị giùm luôn nha. Có size M nha. Rồi chị gái Diên Chiên lên số điện thoại đi, Huỳnh Nhân cũng lên số điện thoại đi, mới in ra được bill. Mới in ra được bill nha mọi người nha. Rồi ok, thấy số điện thoại như rồi nè. Rồi à, vậy là em còn có size S không thôi mấy chị ơi. Vậy là em còn size S không rồi mấy chị. Ủa, có hai cái size M, ba cái size S. Sao nó ghi vô. Em kiếm trong này ra giùm chị coi còn cái nào nữa không. Còn bộ nào size M nữa không. Rồi đẹp vô cùng, hứa danh dự với mấy chị luôn. Đó, xanh mờ đúng không, hứa danh dự với mấy chị là đẹp vô cùng luôn. Em mặc là còn bị lộng nè mấy chị gái, đằng sau lưng thun nè. Ở trong đây á, ánh sáng chưa đầy đủ, cái nền em nó bị hắt ngược lại, nó hắt không nhìn lên luôn. Còn cái filter nào khác không, có tại coi. Đó, lên rồi đó. Từ từ cho nó thời gian. Thời gian của nó nãy giờ lúc mà rồi lướt đi. Rồi ok mấy Nhân nè. Rồi mấy chị chờ em 5 giây cái coi. Cái đầm này em vẫn còn nè, bà lấy chốt cho em đi, đang xem còn có 89 là 155 mà xả còn 89.000 đó, bán cho xong á. Phải đứt mẫu của hàng tuần trước rồi. Bị rớt mẫu hàng tuần trước chưa like cho nên là phải sale luôn. Đằng sau rồi có dây kéo giọt nước nha mọi người nha. Đằng sau có dây kéo giọt nước xuất sắc luôn mấy chị gái. Chị nào lấy chốt đơn cho em cái này á mấy chị để dành. Ví dụ như á mà mình đi hẹn hò, mình kiểu như dạng tiểu thư tí xíu á ha. Mình tiểu thư tí xíu, mình gặp mà kiểu như dạng trai mà có trí thức tí xíu thì mình mặc cái này. Hoặc là giống như là mình ra mắt bạn trai, ra mắt nhà bạn trai. Rồi hoặc là mình em quên cái quạt thứ ba rồi, chừng nào em nhớ nói tiếp nha. Em quên cái quạt là thứ ba rồi. Rồi Hương Nguyễn lấy bơ, Nguyễn Tây 300 lấy trắng có nè. Màu trắng em, đợi xíu đi lấy nè, đang lấy nè. Đây em sale còn có 89.000 nè mọi người ơi. Đây màu trắng đây. Màu trắng kem đây mọi người. Kiếm gì vậy? Chưa tới mà, kéo đi, kéo hết luôn, kéo hết cây luôn. Vậy là nó không chạy lên nữa, vậy lấy cái này đi. Cái này lên nữa rồi. Đụng má nhìn râu rõ hơn vậy má. Nhìn cái râu đụng má đúng rõ hơn vậy. Mấy cái filter này nó bị gì rồi đó mấy chị. Không thấy luôn, mất luôn hả? Ừ. Cái này thì cái đầu nó đỏ. Thôi cái này đỡ không mấy chị. Cái này đỡ cho nó sáng đi ha mấy chị ha. Nhưng mà cái này bị cái là cái màu bơ. Nó hơi bơ thôi kệ, để lại này đi. Để lại này đi em. Để gì cái gì bấm xuống đi. Rồi à, màu bơ đi Hương ơi. Màu bơ đi Hương. Màu bơ là nó hơi bơ tí xíu nha. Đó
tại vì nó làm mặt em hơi hồng, cái xíu đầu em cũng quá trời đỏ nè. Rồi màu bơ đi mọi người ơi. Cái nút của nó là bọc vải luôn nha. Cái nút của nó là bọc vải hết luôn. Mấy chị thấy xuất sắc. Xuất sắc giả mang thôi, để yên nó được anh. Tại mẹ đi. Đó, xuất sắc giả mang luôn mọi người. Chị nào lấy chốt cơn lẹ tay giùm em luôn. Thiệt sự 89.000 giá em lấy vô còn không được vậy nữa mấy chị ơi. 155 giá em lấy vô 140 rồi em bán lên 155 mà bây giờ em xem xuống cho mấy chị còn 89.000, không ai lấy là rất là ủng luôn. À, xét chị mặt là đang sale còn 299 nha mấy chị nha. Xét này là jean mà cái chữ LV của nó là nó sẽ nó thêu toàn bộ lên quần luôn. Với lại nó xong chị biết không, vô đẹp vô đèn hoặc là vô tối á, nó hơi ánh ánh mấy cái màu trắng trắng hàng LV lên. Có mút ngực sẵn luôn. Cái này độ ngực lên rất là đẹp, không cần mặc áo ngực nha. Đó, có một màu màu đang mặc thôi. Còn cái đầm này á là có ba màu, màu đen, màu bơ với lại màu trắng kem. Đây, màu bơ, màu đen với màu trắng kem. Chị nào lấy chốt đơn cho em 89.000 rẻ rời luôn thiệt sự. Rẻ rời đẩy cho hết. Chú em ơi, đơn mà 2 ngày nay là chú đi nha. Hôm nay là like cuối cùng rồi mới đi á. À, em dùng đơn bán cho mấy chị like đã luôn 3 ngày đi lần. Thảo Nhi lấy đen 89 có nè. Em dồn cho mấy chị coi đã luôn rồi đi luôn lần. Chứ để bình thường á mà bán nhiều quá không có chỗ nữa mà hết hàng nhanh á thì hai like. Còn bình thường bữa nay hả bán chậm quá trời bị bóp tương tác nữa cho nên là lên còn sai mờ còn em. Sai mờ còn cái nha. Sai mờ còn cái lấy lẹ không là hết á. Nãy giờ có khách định bóp mà chị chưa trốn cho mình bóp á. Màu gì bộ chị đang mặc có một màu thôi, bây giờ còn đúng một cái size M, còn lại là size S nha, 46-47 ký độ trời mặc mới vừa đó. Rồi cái này nè, lên cái filter này nó cái màu đỏ thì mấy chị nhìn nó hơi sáng nhưng mà thiệt ra mà nó đậm dữ lắm, nó đậm giả ngoan. Nguyên cung dung này đang sale cho mấy chị còn có 110 đó. Cái này là ống rộng cho em nha, ống rộng cho em tại chưa bung ra hết á, nó có một cái phần này giữ cái eo lại, mấy chị nhìn thấy không đó, cái quần nó rộng ra về luôn nè, thấy không. Lên form là cái quần nó rộng ra như vậy, cái phần trên này nó dính. Trời, chị nào lấy chốt đơn cho em nha. Hồng Ngọc lấy set M có rồi, lấy luôn set M rồi hết rồi. Cái dâm này, chị nào lấy dâm thì chốt dâm cho em. Dâm đang sale 101 luôn nha mấy chị, bao nhiêu đây màu. Màu đỏ đậm, màu xanh bơ, xanh lạ, hồng lợt, nu, vàng, đen. Với lại xanh rêu, chị nào lấy chốt đơn cho em. Những màu này ở ngoài rất đậm nha mấy chị nha. Ở ngoài rất đậm luôn. Rồi, em lên cái set này cho mấy chị coi nè. Set sơ mi chị đang hồi tối qua đúng không? Đây có một cái nào hôm qua chị ấy nè. Cái set sơ mi đó mặc cái áo nó na ná, cái áo chị đang mặc nhưng mà nó sẽ là cực ngực chứ không phải là nó hai dây. Hàng bra đà, hàng có thêm tag bra đà luôn. Bình thường một set sơ mi là đã 145.000 rồi. Bây giờ nguyên set em sale cho mấy chị còn có 150 rồi mấy chị. Thiệt sự luôn. Hàng jean á. Kim My lấy đen 89 có nè. Rồi Kim My lấy cái đen 89 nè. Rồi đen 89 là chị chốt luôn Kim My cả cái cuối cùng luôn nha. 89 giờ chỉ còn trắng với bơ thôi. Đây mấy chị chờ em 5 giây nè. Đây cái set này nó sẽ là như vậy nha. Nó là jean mềm. Có cái tag ở trên này luôn mọi người. Đó, đưa gần là nó hơi bị chặn cho nên là em đưa xa xíu. Nè mấy chị nhìn cái chấm phần sau lưng của nó đi. May rất là đẹp luôn. Đó, hai nhúm hai bên eo và có dây kéo ở giữa luôn. Lên form á là 55kg quay đầu là ok nha mấy chị nha. 55-56kg đủ về. Đó, lên form mà nó ôm cúp ngực như vậy. Huyền Bùi ta cái đầm trắng 89 ok có nè. Cúp ngực như vậy kèm một cái áo jean ở bên ngoài mà jean này nó sẽ là tay lỡ luôn mấy chị gái. Mua 1 được 2.
ghê được cái mẫu này luôn. Nguyên set jean này đang sale 450, chị nào lấy tranh thủ lấy giùm em cho nó hết luôn. Mấy chị gái ơi, để em nói hoài cũng mệt quá. Để em nói hoài mệt quá trời mệt luôn nè mọi người ơi. Ê, giùm còn một hồng nhạt với một cam đốc nữa nè. Giùm còn hồng nhạt với cam đốc nữa nè. Rồi, set sơ mi đây cho em đi. Set sơ mi này hôm qua sale còn 129. Đó, cái này giá gốc của nó là 185. 185 xả còn 129. Tại vì bây giờ hiện tại còn có màu trắng không à. Còn có màu trắng không à. Mà trắng mặt rất là sang luôn nha. Còn đúng hai bộ màu trắng là hết sạch luôn á. Đây, hai bộ màu trắng là hết sạch luôn. Sạch sành xanh, 60kg quay đầu mặt cũng được, 40-45kg mặt cũng được. Tại vì cái thun này em bán lần này lần thứ 3 rồi. Rồi, chị nào lấy set sơ mi này rất là lời nè. 129.000 hàng lê nền đẹp để may tay luôn ha. Rồi, Nhi Lam lấy set sơ mi 125 có nè. Rồi, còn một set nữa chị nào lấy luôn em cho hết đây nè. Còn một set trắng nữa chốt đơn nè. Đó, còn một set cuối cùng là hết nè. Set sơ mi trắng còn đúng cái là hết luôn. Mặc thun tha vô cùng, sẵn tay cũng được. Mặc cái kiểu mà. Rồi, bé Chu lấy set trắng luôn rồi hết. Khỏi giới thiệu nữa nha. Rồi, đây, mẫu đang mặc là hơi rộng xíu không cảm ha. Đó, lên rất là ok luôn. Mà cái bụng tôi dạo này bự quá rồi, thông cảm giùm tôi nha. Tôi hết set sơ mi rồi. Đó, mọi người chị nào lấy nữa chốt đơn giùm em. Dạo này bắt đầu em thấy em cũng hơi tròn tròn ra rồi đó. Mà tròn có cái bụng không à. Còn mấy cái kia còn lại nó vẫn tông teo tại nó làm việc suốt. Set viên, cái viên viên nãy giờ chưa lên số điện thoại, chưa cho số điện thoại thông tin là không có chốt được nha. Bây giờ tôi chỉ còn có set jean thôi. Bà nào lấy set jean chốt set jean cho tôi đi, có 150 à. Hồi nãy đăng lộn đó. Hồi nãy đăng lộn, không lẽ có 4.000 gây lộn với chị đúng không? Đúng không? Không lẽ có 4.000 gây lộn với chị. Chị báo 129 là 129. À, cái viên jean cho rồi hả chị? Rồi, cái viên jean cho rồi nha. Xin lỗi chị nha, mới chép lại rồi. Lỗi em, xin lỗi mọi người nha. Em hấp tóc quá. Rồi, chị nào lấy nữa chốt đơn em. Ủa, hồi nãy chị có lấy thêm gì nữa. Em ơi, em nhấn vô trong comment á. Trong mô 6 em nhấn comment coi cái gì đó. Có lấy thêm gì nữa chị. Rồi, bà nào lấy nữa chốt đơn giùm em. Hết mẹ rồi. Rồi, mà cái gì nữa ta. Nè, mấy cái áo này xả luôn 45.000 đi. Đây, xả luôn cho hết 45.000. Set đang may có bán, chỉ còn có size 46-47kg thôi nha. Size S thôi. 299, 399, xả còn 299 luôn. Những hàng nào cao cấp thì nói cao cấp. Tôi chưa bao giờ nói láo khách hàng bao giờ. Từ đó tới giờ là 11 năm tôi bán hàng online rồi. Chưa bao giờ mà tôi lời. Tôi lời bao nhiêu mà tôi không khai với khách hàng đó. Đó, nhiều người nói con này khùng, con này điên, nhưng mà không, thiệt sự bán sao đó vậy. 11 năm chưa bao giờ thay đổi nha, chưa bao giờ thay đổi luôn. Rồi, cái này cho em là bạc vai nha mọi người nha. Chị nào lấy chốt đơn cho em bạc vai. Em có màu xanh bơ, màu áo nha mấy chị nha. Áo bạc vai cho em ôm body. Cái đó, cái vải này nó co giãn, nhưng mà tại vì nó là ôm body nên mấy chị nhìn nó lủng lẳng vậy thôi. Giờ nó lủng lẳng vậy thôi nha. Thấy em hơi ướm ướm cho mấy chị coi. Xả luôn 45.000. Màu hồng, màu nâu, màu xanh bơ. Màu hồng, màu nâu, màu xanh bơ. Hôm qua mấy bà nào nhắn inbox á mà có online á thì chốt luôn trong online. Tôi quên chốt inbox rồi. Giờ nó trôi mẹ hết rồi. Đó, chị nào chốt thì chốt online giùm em luôn đi. Hôm qua tin nhắn nhiều quá mà em đọc không có hết. Con em nó sốt nữa. Rồi, cái này là mẫu bẹt vai cho em nha. Các chị đợi chị xíu nha. Đó, chị nào lấy chốt đơn cho em nè. Màu hồng nè, màu xanh bơ với lại màu kem. Màu hồng, màu xanh bơ, màu kem. Xả luôn 45.000 giá dùng thử. Giá đầu tiên bán là 95.000. Giá đầu tiên là bán 95.000. Mà giờ xả còn 45.000, có phải nửa giá không? Đó, Sally lấy bạc vai hồng. Có nè, chị nào lấy chốt đơn mà em luôn nha chị nha. 45.000 vui vẻ chị mình bán hôm nay nữa. Mai đi đơn rồi. Dồn bán cho em, lấy cho em hết đi. Tội nghiệp em quá trời. Chị Lam lấy kem 45 có nè, mỗi người lấy giùm em cái coi như có nửa ly coi thế à. Nửa ly trà sữa coi thế à. Rồi, Kim Phượng lấy xanh bơ, Hương Giang lấy nung có nè. Rồi bà nào lấy nửa chốt đơn cho em nhớ ghi kèm giá sale vô nha chị nha. Chứ không tính với chị 95.000 đừng chửi em. Xả với bà không ghi giá sale vô nha. Rồi, Phan Linh lấy kem có nè.
bây giờ là không phải bây giờ nó gửi cạc được không? Không nói vậy nè. Được. Đợi tính bill đi gửi. Bao nhiêu tiền gửi bao nhiêu đóng cạc. Cho tao xài. Không biết. Chú coi. Rồi chị ra lấy nửa chốt đơn mà em còn hai cái màu bơ nữa nè chị ơi. Còn có hai cái màu bơ nữa là hết nè mọi người ơi. Chị Khang Thi hết luôn rồi. Khang Thi lấy hết luôn rồi còn bơ thôi. Bơ 45.000 đi quý vị. Đây, bơ 45.000 đi. Hết luôn rồi còn đúng hai cái bơ. Mặc chung quần trắng quần đen mặc. Mặc cái gì cũng được hết. Lan Thu Thân hết cho em luôn. Còn có bơ là còn đúng hai cái bơ. Hai chị em tranh nhau lấy giùm hai cái luôn đi nha. Vui vẻ chị mình đó mà. Đó, bán có 45.000 vui vẻ thôi. Khang Thi lấy cái bơ, còn cái bơ được để lại em mặc nè. Em mặc đủ 4 màu rồi. Em mặc đủ 4 màu rồi. Trời ơi, giờ hỏi mới làm vú tao tức ghê. Jenica lấy mơ 45 có không chị gái? Sếp chị đang mặc là đang sale 299, còn có size S không thôi. Mấy chị em cứ mua cái bộ đồ này là tự động, là nhìn như là mới làm vú vậy đó. Trời ơi, mặc y như là mới làm vú luôn. Tại vì nó có mút vú ở bên trong sẵn luôn. Nó đang sẵn cái mút vú bên trong luôn. Hết bơ nha. Set này đang mặc là đang sale còn 299, giá gốc là 399, hàng Thái Lan về nha mấy chị nha, hàng Thái Lan luôn. Mà ở đây đang bán giá này 650. Mấy chị mặc đi, mua đi không bao giờ tiếc. Em còn nãy giờ bán ầm ầm trời luôn. Em còn đúng 2 set nè. Em còn đúng 2 set không nói láo luôn là hết rồi đó. Em nói hàng sale không đổi trả chị gái ơi. Còn một cái bơ nè, còn một cái bơ chị Thị Trang có lấy thì lên giùm em cái số điện thoại luôn chị gái ơi. Thì Trang có lấy lên giùm em cái số điện thoại rồi xíu nữa gửi địa chỉ cho bên bóc nha. Đó. Rồi em lên cái set này. À, em lên cái set này. Cái set em đang mặc chỉ còn có size S 45, ơi lộn, 46, 47 ký đổ về thôi nha mấy chị nha. 46, 47 ký đổ về cho em thôi nha. Rồi cái này cho em hai màu, em còn được mấy bộ để em xả cho mấy chị luôn, 101. Cái này là 149, xả còn 101. Tính ra 55.000 cái. Tính ra 55.000 cái áo, 55.000 cái quần. Trời ơi xúc rồi. Xúc cái đó. Đây, 145 xả cho mấy chị còn 101, nguyên set này đuôi cá luôn. Đó. Xúc thần luôn mấy chị. Hàng này sẽ là hàng thun cô công. À, hàng thun bo rip chứ lộn, hàng thun bo rip. Co giãn cho em nha mấy chị nha. Đó, hàng thun bo rip 55-56 cái đổ giờ cho em. Mẫu này nó sẽ làm dày, với lại một cái đuôi cá lên mặt rất là sang. Đó, một cái đuôi cá lên mấy chị tưởng cái này đục qua hậu đúng không? Nhưng mà không phải, em chồng cho mấy chị coi. Để em chồng cho nó lẹ. Đây, không phải là đuôi không phải là đuôi cá qua hậu lắm đâu mấy chị. Đó, đuôi cá xài được nha, không có đến nỗi là qua hậu lắm. Cho nên mấy chị phối với cái gì cũng được, mặc rất là sang, mua rip co giãn cho em luôn. Hàng thun mua rip cho em nha, tại bên trong em có cái quần á, cho nên nó bị hơi bị cứng ngay đây nè. Chứ thiệt ra nó co giãn thoải mái cho em luôn rồi mấy chị gái, thấy không? Rồi lên với cái áo, em có hai màu, màu nâu với lại màu xám. À, màu nâu với màu đen, gửi cho em nâu đen là được. Nguyên set này, chặt nách đi chơi. Tối tối á, mình đi chơi với bồ, tối tối mình đi chơi với chồng, nhìn mình nó sang hẳn liền. Đó, đúng cho mọi người. Sang nhờ vợ mà mấy chị. Đó, sang nhờ vợ chốt liền cho em lên cái set có 101 vui vẻ. Thiệt, nguyên set này có 101 vui vẻ luôn. Hai màu, màu nâu với màu đen. Màu nâu với màu đen cho em nha. Chị nào lấy chốt đơn cho em 101 thôi, free size 55-56 cái đổ về. Tại vì thun mua rip coi giãn đây màu nâu đây. Nâu này là chân quán nâu đậm, với lại áo nâu lò. Nó ngược với cái này thôi. Rồi chị nào lấy chốt đơn cho em là Ngọc Phượng lấy set đen có nè. Có 101 thiệt sự. Bán à. Đang sale quá rẻ luôn. Đang sale quá rẻ luôn. Cho dù bây giờ đi lấy sỉ cũng không được giá này. Tại giá này giá đang bán lỗ. Em đẩy hết hàng. Đó. Set đen là chốt cho ngân tay có nè. Em còn set nâu nữa nha mấy chị nha. Em có nâu với đen. Mẫu này vẫn còn. Ủa mẫu này vẫn còn không? Còn nguyên cục luôn mấy chị. Nâu đen còn đủ nha mấy chị nha. Chị nào lấy chốt đơn cho em nâu đen còn đủ lên sáng này luôn nè. Rồi Thủy Tiên Tàn lấy xám đen có luôn.
lên cho mấy chị gái luôn. Hôm bữa là em sale còn 100 trăm mấy qua rồi. Hôm bữa là 159 xã còn 1 gì vậy? Xét 100 quần áo hả nào ta? Ủa xét 100 quần áo hả nào ta? Ta ăn nhiều quá đâu nhớ. Rồi cái này lên 3 màu nè. Cái này là hàng Lê Đình. Cái này là hàng Lê Đình, vải Lê Đình cho em nè. Đây, sale cho mấy chị cùng 125 luôn. Bữa nay xả còn 125 luôn. Đây, xả còn 125 chất Lê Đình màu hồng phấn nè. Bữa giờ chưa lên hồng phấn đúng không? Mẫu này sẽ có màu kem, màu hồng phấn với lại màu xanh bơ. Đây, màu xanh bơ, màu hồng phấn với lại màu kem. Màu nào cũng đỉnh hết trơn. Rồi, mẫu này cho em nè, 60kg quay đầu. Mẫu này cho em 60kg quay đầu, hai tay nè. Hai tay là thọt vô phòng nha mấy chị nha. Đằng sau mấy chị yên tâm, không có sợ tụt đâu. Có cọng dây cột lại cái nơ à. Đó, thấy không? Với lại một cái quần ống rộng ở dưới mặt rất là ngọt ngào luôn. Mặt cực kỳ ngọt ngào mà hợp với mọi hoàn cảnh luôn mấy má. Mọi hoàn cảnh luôn, không cần phải ủi. Không cần phải ủi, chị nào lấy chốt đơn cho em set jean. Chị đang mặc là 299 nha em ơi. Set jean đang mặc 299. Quần ngắn áo tay lỡ. Quần ngắn áo tay lỡ thì thế nào ta? Rồi, chị nào lấy chốt đơn cho em là màu kem, màu bơ với lại màu hồng. Xả set linen này chỉ có 125. Bây giờ hiện tại những shop mà bán đồ rẻ nhất luôn là cũng người ta cũng đang để xả giá 145. Còn em đang xả lỗ giá 125. Chị nào lấy chốt đơn cho em quá lời. Trâm Ngọc Bích Phạm lấy xanh bơ 125 có nè. Có luôn. Xét đó chị hết luôn em ơi. Xét đó khách chốt hết rồi, làm gì còn. Áo tay lỡ quần ngắn là chị hốt. Chị chốt hết rồi. Rồi à, chị nào có lấy này xét này chốt đơn cho em nè. Rồi ba màu chị Jenny Cao có nè. Rồi à, Nhi là lấy xét hồng có nè. Rồi Thang Thi lấy bơ có nè. Thi lấy bơ có nè. Nhi nãy chốt rồi. Rồi vậy là em hết bơ luôn nha mấy chị nha. Em còn kem với hồng thôi. Em còn kem với hồng 125 thôi. Chị nào lấy chốt đơn cho em nè. Sát chị đang like đây mấy yêu. Đây một cái quần ống rộng. Ống này ống rộng luôn nha mấy chị nha. Không phải ống suông nha. Ống rộng nó khác nha mấy chị. Đó nó sẽ xè phần dưới đây ra. Còn ống suông là nó từ đây nó suông luôn tới đây. Đó. Ống này ống rộng xè ra đây. Còn ống suông nó sẽ tới đây. Nó lùi ra tới đây thôi à. Đó thấy không? Rồi với lại một cái áo như vậy, hai bên tay này thọt vô từ đây ra nhiều quá. Hai bên tay thọt vô đây vậy nè. Đó, thấy không? Đó, vậy đó. Vậy đó mấy chị. Rồi chị nào lấy chốt đơn cho em là Thúy Kim lấy kem đó nè. Em có hồng với kem thôi mọi người, hai màu. Còn hồng với kem nha, mét 65 dương xăng nha. Vậy thì lấy mấy cái hồng đi. Rồi chị nào lấy chốt đơn giùm em luôn nè mấy chị gái. Đó. Hôm nay là xả giá này là giá quá yêu thương luôn mấy chị. Giờ mấy chị cầm cái chốt giải này trên tay coi. Thiệt em có nói láo đồng nào. Không nói láo một cái nào hết. Thà ví dụ như em giữ khách mấy chị ơi, có sao em nói vậy. Để em giữ khách. Chứ hả em không phải là cái dạng mà bán một lần rồi bay luôn nha. Đó. À, áo quần trắng tay dài giống mèo. Ờ không. Hôm qua bán hết luôn. Cái đó hôm qua cũng sale hết rồi. Hôm qua cũng sale hết rồi. Rồi chị nào lấy cái set này nữa chốt cho em cái set này đi chị gái. Đây còn một cái bơ nè. Còn một cái bạc vai bơ xả 45 ngàn nè. Hồi nãy bà nào mua xong rồi không cho thông tin nè. Đây còn lại cái mới xả ra tức thời đây. Không cho thông tin là xả liền nè mấy chị ơi. Rồi bà nào lấy chốt đơn của em nè. Cái bạc vai bơ 45 ngàn xả luôn nè. Còn có cái là hôm nay chùa hoài mấy chị. Còn đúng cái luôn. Hốt giùm em luôn mấy chị gái. Nghẹt mũi quá nè. Đó, bẹt vai. Tự kéo xuống em. Tại này em đang ướt vô. Nó không có giữ ngược lại. Thấy không? Còn một cái màu xanh bơ. Mấy chị nào lấy chốt đơn cho em. Đó. Lấy chốt đơn giùm em luôn. 45 ngàn xả 45 ngàn. Quá rẻ. Từ 95 ngàn mà xả còn 45 ngàn. Đó quý vị. Đây. Một cái một thôi. Chị nào lấy chốt đơn giùm em luôn. Ha. Chị nào lấy chốt đơn giùm em luôn nha. Em lên hàng mới cho chị rồi.
quơ. Ba lỗ xả luôn 4-5 ngàn. Chị nào lấy 4-5 ngàn chốt 4-5 ngàn luôn. Này hàng mới chưa bán nè. Hàng mới chưa bán luôn nè. Trời hàng này hơi cao nha. Hàng này hơi cao. Hàng này hơi cao, bán nguyên giá cho mọi người luôn nha. Chưa biết cái gì hết. Màu xanh bơ với lại màu trắng kem cho em. Màu xanh bơ, màu trắng kem. Xả luôn 125 cho em luôn ha. Xả luôn 125 cho em luôn. Ồ, cái set này đây, đây, cái set này đây. Không biết dơ màu trắng, chị thấy không? Đây, nó sẽ có kiểu như vậy bên bên một tay này. Ba lỗ hả chị? Ba lỗ là 52kg đủ về thôi à. Đó, rồi đây. Một cái set này với một cái chân váy như vậy. Rồi, chân váy này co giãn nhẹ cho em nha. Mẫu này cho em 52kg quay đầu. Đây, nguyên set này nó vậy nè mấy chị. Đó, mặt là tay cánh dơi vô như vậy luôn. Thấy không mọi người? 52kg quay đầu giùm em ơi. Đó, nguyên set nó sẽ là như vậy. Màu bơ với lại màu trắng, xả luôn cho mọi người 125 ngàn. Xả cho mọi người 125 ngàn. Chị nào lấy chốt đơn cho em. Đó, màu trắng đây. Rồi, màu xanh bơ đây. Màu xanh bơ đây. Tại vì hàng này hàng shop đặt tới size có nhiêu đó thôi, mới khổ. Mới khổ tâm. Đây, màu xanh bơ. Nè mấy chị thấy đằng sau có dây kéo không? Có lót quần bên trong luôn. Đó, đó, nguyên set là vậy nè mọi người. Thấy không? Tay cánh chơi nó sẽ là vậy, có mẫu mặt luôn rồi. Mà em không có lưu trong điện thoại, em đang lưu điện thoại slide á. Rồi, Nguyễn Thái Giao Quyền lấy áo ba lỗ đen có nè. Chị nào lấy set này chốt cho em là xả luôn nguyên giá 125. Xả luôn nguyên giá 125. Đó, hàng đẹp nha. Ừ. Đó, bà nào lấy chốt đơn cho em nè. Giùm ngắn. Giùm ngắn nào ta? Có bán giùm ngắn nào đâu ta? Giùm ngắn nào vậy? Bữa giờ chị đâu có bán cái nào giùm ngắn đâu bé ơi. Rồi, bà nào lấy set này chốt cho em nè. Đây, bà nào lấy set này chốt, set này cho em nhé nè. Xin, xin quá nè, xinh quá nè. Xinh quá nè, xả còn có 125 thôi nè. Cái chân váy nè, có đẹp ghê không? Chân váy này mấy chị tách lẻ ra, mặc chỉ cái khác cũng đẹp nữa. 125, 125 rẻ quá nè mấy chị. Mấy cái màu trắng kem xinh quá. Mấy bà không lấy là uổng lắm nè. Đó, có 125 thôi à. Là nguyên giá rồi, không dám bán hơn đồng nào luôn rồi đó. Hồi này cũng ngon quanh quốc tay trời ơi, sao ăn rồi điên khùng. Đây ba lỗ này cô gái ơi, ba lỗ đây. Chị nào lấy một ba lỗ chút, ba lỗ bộ chị mặc còn size S à, bộ chị mặc còn size S à bé Thư ơi. Size S là 46-47 cái đủ giờ à. Coi rõ thì con nhỏ nào đăng đúng không? À con nói là con chân đăng. Ừ không. Nè bỏ vô. Rồi chị nào lấy chốt đơn cho em mẫu hết nào qua mẫu luôn. Mấy chị còn coi trắng bài cho em biết đồ em lên hàng chị ơi. Bộ chị mặc là 299 nha, hàng Thái Lan. Bộ chị mặc đang sale còn 299, từ 399 xả còn 299 luôn. À, làm cái tiền. Không, làm phía sau là xét, đúng chính xác. Xét đang xả 89 ngàn, có đăng trên Facebook rồi đó. Ba lỗ ba màu luôn em ơi, một màu trắng kem nè, màu đen với màu xanh bơ. Rồi, lên mẫu này này nhiêu tiền đây. Cái này không giá, này này xả luôn 99 ngàn, không biết giá. Cái này em nghĩ mắc hơn á. Xả luôn 99 ngàn nha em luôn mọi người. Ồ, da quá trời quyến rũ luôn. Ngon, lên đồ. Lên đồ cho chị. Rồi em lên cái đầm body này cho mấy chị nè. Ba màu cho em luôn, free size cho em từ 40kg cho tới 60kg. Hàng lên gom nha mấy chị nha. Hàng cao cấp, hàng này em bữa shop có đặt mai rồi. Shop có đặt mai, đây. Đó, mấy chị mà chơi cho đã rồi. Mấy chị muốn tháo hai cũng xích ra. Bình thường không ảnh hưởng. Có cái mốt vú sẵn luôn, may đẹp đẽ thoải mái luôn, đập qua hậu để tiền cho em đi đám cưới thoải mái. Ba màu, màu đen, màu nâu với lại màu đỏ, xả luôn 99 ngàn. Giá gốc chắc cũng phải 1-4 mấy á, 1-4 mấy, 1-3
một nâu một đỏ có luôn. Rồi chị nào lấy chốt đơn của em nè. Ủa? Ủa cái cục nó mới cầm rồi. Đây đúng không? Ơi có một trắng nữa, lấy thêm cái trắng luôn em đang đang. Hai đen, một nâu một đỏ một trắng luôn đi. Hai đen nè, một nâu một đỏ một trắng đi. Xíu có lên nha em, có lên. Kéo vú lại cho đàng hoàng coi. Nâng lên. Em đứng đây nè. Với lại một cái quần
mồm nó à, còn có cái mồm à, không lẽ không chốt được đúng không mấy chị? Còn đúng cái à, rất là đẹp, hàng này vải xốp luôn, có đăng
Còn có cục này hả? Còn có cục này thôi. Rồi chị nào lấy màu nào chốt em màu đó đi mấy chị, còn có nhiêu đây thôi à. Còn nhiêu đây thôi đó mà rớt lại hoài. Quyển lại đủ màu có nè. Mẫu gấu bông chị lên rồi, bắt chị lên hoài. Chị nào lấy chốt đơn áo lưới đen 45 ngàn luôn. Đầm body vàng lấy cân nè 45 ngàn.
45 có nè. Đó, chị nào lấy đủ chốt đơn cho em thoải mái. Rồi cái đầm này body luôn với chị gái 45.000 luôn. Ghi cho em là body yếm đi. Có mút gồm sẵn luôn rồi mấy chị. Body ngắn nha mấy chị nha. Body ngắn nha. 45.000. Lưới đen dây cao có luôn nè. 45.000. Rồi yếm, ghi cho em là yếm, yếm 45 luôn. Xả hết luôn, yếm 45, yếm 45 Nguyễn Lợi có luôn. Yếm 45 ghép chung với vàng đó luôn. 45 nhân 2. Rồi lưới đen hết nha. Xảy gì đây? Rồi đầm bè xả luôn 45.000. Mời quải. Có thơ này nờ tới Phương Hằng bữa nay mà kêu đây ghi cho em là body hồng. Body hồng 45.000 luôn. Đây, nó nhăn vậy nè, có thun đằng sau lưng ha. Rồi 45.000 body hồng. 45.000 body hồng luôn với chị gái. Body hồng 45.000 nha. Body hồng 45.000. Rồi chị nào lấy body hồng 45.000 xả luôn. Rồi, hồng 45 Nguyễn Lợi có luôn 45 luôn em. 45. Body hồng hết. Rồi cái mẫu này cho em mấy chị ơi. Rồi giá gốc 139 xả cho chị còn 79.000 đi. 79.000 luôn đi. Đó, 79.000 nguyên hàng nút bọc chai mặc vô chiếc eo vậy. Ở dưới này nó sẽ xòe ra vậy, nó hơi nhăn nó bị đè. Nó bị đè đi về á, tay nó cũng tay loe luôn. Tay loe ngay đây ha. Rồi với cái quần vậy. Xả luôn còn 79.000. Set 79 chốt Nguyễn Lợi luôn nè. Đó, xả hết mệt quá. Lẻ bom về không quải quá trời. Đây nè, bữa cái đầm này 350 nè. Ủa phải đồ 350 à, không có set này. Rồi set này. Set này xả luôn cho em. Trời ơi set này đẹp quá trời. Set này nó bị ói về nữa nè mấy chị. Căm đó không có dành quá trời. Xả luôn cho em là 99.000. Xả luôn set này 99.000. Chị nào lấy set căm đó 99 chốt cho em. Ống rộng cho em luôn. Thấy không? Ống rộng nha. Hàng này ngầu nha mấy chị nha. Cái màu cam này hôm bữa bán được lắm luôn. Tay nè mấy chị nhìn tay nè. Thấy không? Form rộng rãi thoải mái. Rồi Nguyễn Lợi lấy căm đốt luôn 99 hết luôn. Xả hết. Hết căm đốt. Cái gì đây? Rồi cái này body xả luôn 89.000. Body xả luôn 89.000 còn 2 cái. Đây, body qua hậu luôn, ba lỗ. À, xòe phía dưới nha. Rồi chị nào lấy body qua hậu chốt cho em liền luôn. Màu này nó sẽ là cam đỏ gạch. Đó, mấy chị thấy nó đậm màu không? Cam đỏ gạch. 89.000 đầm còn 2 đầm chốt luôn đi. 89.000. 89.000 luôn, chị nào lấy chốt cho em. Chốt cho em là đầm 89 là được. Đầm 89 còn 2 cái. Siêu đẹp luôn. Cái này là bị bom mới về chứ dễ gì mấy này còn. Mấy chị ơi còn lẻ lẻ không mấy chị thấy không? 89.000 chị nào lấy đầm này chốt cho em đầm này luôn. Lên xuất sắc nha. Hàng vải đợt này là bây giờ không còn nữa luôn á mấy chị. Đó. Đỉnh cho mấy chị. Dài qua gối cho em. Lên form xinh lắm. 89.000. Đó. 89.000. 89.000 cho em. Đẹp quá trời. Thấy không? Đẹp quá trời luôn. Chị nào lấy chốt đơn cho em đầm 89 thì mấy chị ơi. Còn hai cái để hoài. Chị vậy. 89 đi quý vị ơi. Bán cho nó hết còn có 2 cái à. Có gì sao. Mấy chị còn thấy em không? Còn thấy em không mấy chị ơi? Chốt hàng cho em cái này rồi này xả luôn cho em 40 nè mấy chị. Rồi đầm 89 là chốt cho An My nè. An My xíu gửi địa chỉ cho Minh Bốc nha An My ơi. Gửi địa chỉ cho Minh Bốc nè. Rồi em còn cái 89 thôi, chị nào lấy luôn cái 89 cho em. Mẫu này xả luôn 40. Mẫu này mẹt vai xả luôn cho em 40.000 coi giãn cho em ha. Mẹt vai có nút dây một bên, xinh lắm. 40.000 hàng cô Tông. Hàng cô Tông. Đó. Mẹt vai nó sẽ làm vậy, hàng cô Tông coi giãn cho em nha mấy chị nha. Lên form ôm ngực đẹp nha. Rồi chỗ này á là có gài cái nơ ngay đây. Gài cái nơ ngay đây nha. Rồi. Mẫu này cho em là có màu xám, màu đen, màu hồng lợt, màu hồng đậm, màu xanh men nha. Đây, xám, trắng kem, hồng lợt, xanh men, đen,
Rồi chị nào lấy chốt đơn cho em hàng này cô Thông luôn nha mấy chị nha. Mặt xuống lắm. Hàng cô Thông mặt xuống giả mang 55kg đổ về mặt cũng được. Tại vì hàng này co giãn tốt, co giãn cao, hàng Việt Nam 40.000, xả luôn 40.000 nha mấy chị nha. Đen, hồng đậm, hồng lợn, xanh mên nè, xám, trắng. Đó, bà nào lấy chốt đơn cho em nè. Ngọc Mai bẹt vai trắng, Kim Tê TV lên số điện thoại chị mới có đơn. Đó, chị nào lấy chốt đơn mà em nào có xanh miên cũng đẹp lắm mà chị nào lấy chốt đơn mà em cái nè. Phan Nguyễn Ngọc Trâm bé trắng bẹt vai có xanh miên nè, thấy rõ nè mọi người, xanh miên co giãn nha mấy chị nha, hàng này co giãn nha mà mềm nha mấy chị nha, rất là mềm luôn. Phan Nguyễn Ngọc Trâm bé trắng bẹt vai có nè. Rồi Lai Thương Thương lấy đen có nè. Rồi bà nào lấy nửa chốt đơn giùm em nha. Xét chị mặc, xét chị mặc là 299, còn size S 46-7kg đâu giờ mặc được nha. 40-45kg mặc cũng được luôn. Từ 40kg cho tới 46kg, 47kg đó. Rồi chị nào lấy áo bẹt vai nửa chốt cho em áo bẹt vai với mọi người. Áo bẹt vai xịn quá trời. Mấy hàng này là xài được. Lại thương thương chị chốt rồi. Kim Tên Thiếu Huy có đơn nè. Rồi chị nào lấy nửa chốt đơn mẹ tới này nha. Chị nào lấy nửa chốt đơn mẹ mẹt vai với nè mấy chị ơi. Mẹt vai này bán còn có 40.000 không lẽ không ai lấy được mấy chị ơi. Thêm đen mẹt vai có nè. Có hồng lợn hồng đậm nữa. Hồng lợn hồng đậm nữa mấy chị. Hồng lợn hồng đậm nữa mà nào lấy chốt đơn cho em nè. Chị nào dồn đơn chị nào nhắn inbox ngược lại nhau cái nha. Đó, hai người nhắn qua nhắn lại đi. Để mà sẵn tới tên ai thì còn tên người kia còn biết. Chứ không có một người nhắn thôi là xui xui không có nha. Rồi bà nào lấy nửa chốt đơn mà em cái nè mọi người ơi. Hút mẹt vai 65kg không được người đẹp ơi. Mới báo xuống ký là tầm 55kg đổ về thôi. Nha. Rồi bà nào lấy nửa chốt đơn mà em mẫu này còn xám. Xám hồng lợn hồng đậm nhiều lắm mấy chị gái, còn nhiều màu quá trời, có đăng hình rồi. Bây giờ đang môi không biết xét nằm ở đâu ra này để bán này nè. Đợi tí. Còn cái áo mu kìa. Xét kem còn đây, xét kem còn là xét kem đang sale còn 100 tơ 101 nè. Đó, xếp kem sale còn 101 nè, chị nào lấy xếp kem chốt xếp kem nè, còn 101, thấy không, còn 101 nè, chị nào lấy chốt đơn em cái nè, đó, xếp kem còn 101, bà nào lấy chốt đơn xếp kem cho em nè, xếp kem bông đẹp lắm, lên bông rất là đẹp luôn mấy chị, nhìn cái cổ của nó nè, hàng xốp mà, rồi ví dụ như bỏ áo trong thùng á thì cái phần ở trên này nó phồng ra, cái phần này ở trên nó phồng ra, thấy không, tay nó vẫn có dính luôn. Đó, nhìn lên rất là sang. Rồi chị nào lấy set kem, chốt set kem cho em nha. Na có set nè. Chị nào lấy nửa chốt kem nha. Chị nào lấy set kem, chốt cho em set kem 101 nè. Set này lên màu hồng khỏi lên màu đen nha. Lên màu hồng khỏi lên màu đen nha. Trần Phương Vy có set kem có luôn nè. Còn set kem ta. Còn có set này nó hả. À, đợi xíu để coi còn xét kem không đã, để coi ở dưới đây nè. Hết xét kem rồi. Xét kem hết luôn rồi nha. Hết xét kem rồi nha mọi người ơi. Mấy chị sao là không còn nha. Rồi em lên xét này. Xét kem có chứ, lưng thùng có chứ em. Xét nào cũng có lưng thùng hết á. Rồi cái này lên nằm một cái áo khoác cho em. Cái mẫu này xả 89.000 nè mấy chị. Mẫu này xả còn có 89.000 thôi. Mấy chị mặc mẹt vai hoặc là ba lộn. Mấy chị mặc ống hoặc là mấy chị mặc hai dây đều được nha. Đó, xét này bữa giờ em
nè, với lại màu đen nè, để lên cho mọi người coi lại. Hôm qua tưởng hết, báo 1-2 khách hết, tin báo cũng kêu hết luôn. Nay lòi ra vừa mới thấy tức thời, tay xét này lên xuất sắc luôn ha, xuất sắc luôn. Dưới 60kg giùm em đó, dưới 60kg giùm em mẫu này, giải co giãn cho em ha, có nút luôn, nút cài được luôn, bạc màu đó, đỉnh chưa. Với lại một cái chân váy tầng 4 tầng xòe, 4 tầng xòe, xuất sắc, xuất sắc luôn, mặc với cái gì cũng được hết. Mẫu này cho em nha, 60kg quay đầu cho em ha, đó, co giãn thoải mái cho em, tại vì lưng nó sẽ là lưng thun, lưng thun co giãn. Còn chị nào mà ốm ốm nhỏ nhỏ thì bóp lại 5-10 ngàn không có được gì hết ha. Chị nào ví dụ như ba 8-9kg ốm quá thì bóp lại cho em, bóp lại cho em. Sáng nay em có rồi cũng không, mới không nhớ, không nhớ nữa. Em nhớ không, qua Nguyễn Lợi hình như có xét, hình như có xét này rồi á, chị mới lợi có xét này á. À, Ngọc Phượng lấy xét kem 101 có nè, 101 hay 115 gì á thì báo trước nha. Màu này sẽ là màu trắng kem, đi là màu kem, màu này màu nu và có màu đen nữa nha mọi người nha. Đó, chị nào lấy chốt đơn giùm em luôn, sale hết rồi, đây cũng sale hết rồi. Cái này rồi, để em lên cái set này em xem cho mọi người cái set này nè. Đó, cũng quá chất vải đẹp lắm. Siêu đẹp luôn, màu cà rốt mấy chị nhìn nó ngọt kinh khủng không? Ở ngoài nó còn ngọt gấp mấy lần.
quá vậy trời. Sang nha bạn, kéo cái váy xuống coi, trời ơi mặt kỳ vậy. Kéo xuống, ồ đó, hở cái bụng đó. Kéo vú xuống đàng hoàng ơi. Đó, đúng. Này là chị dán vú thôi chứ không có vú. Cái này nhìn đẹp ghê, nhìn đằng sau cũng đẹp. Mà khác thì xoay bụng quá, dày phúc áo giữa lên. Rồi cái áo mu này cho em là từ 40kg cho tới 85kg màu quỳ mặt được luôn nha. Hàng này hàng cao cấp cho em. Hàng cao cấp cho em 3 màu, màu nâu, màu trắng với màu đen. Nâu, trắng, đen cho em, chị nào lấy chốt đơn. Xét tao mặt này mặt vừa 299.000 nha. 299.000 mặt lên vú bự má ơi luôn, đủ mấy cái vú lên tới gần cổ. Mày mặt là chắc cái vú lên tới bản mặt luôn. Thôi chị em mình tính 130 thôi, quá rẻ được không?
đợi 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 em xíu để em lấy ra thử đó. Bự hay là đùi bự đâu này kia đó. Rồi bây giờ đó là báo cho mấy chị trung bình là tầm
nào lấy chốt đơn cho em. Cái quần một bên là con chuồn, một bên là con cơ. Đó, mặc lên á thì nó phồng lên mới thấy rõ con chuồn với con cơ. Mọi người thấy không? Quần này là dành cho nhân chơi đánh bài. Môi chị làm đâu chị? Trời ơi, tao làm filler, mẹ ơi. Chị là nghề chính là filler nha mọi người nha. Nghề phụ là bán quần áo. Tại vì đam mê bất diệt. Yến thi một cái quần size S có nè. Em vô trang chính của chị em coi cho em nha. Trang chính của chị là Nguyễn Tiên Cô Bem. Mấy chị cứ nhấn Cô Bem. Rồi nhấn ngay cái phần mà bài viết á là sẽ ra Nguyễn Tiên liền. Dễ kiếm lắm. Trang không lê hết L rồi, còn có size SM rồi mà. L thì có mẫu khác nha. L lên mẫu khác nè. Bán luôn 140 luôn. Xả luôn 140. Nếu mà L thì có mẫu khác. Đợi tí. Chị phụ nào không chưa? Cái gì? Có giả gót cho em nha. À, có làm mũi giả gót có nha má. Có nha. Ủa bà phụ nào lấy L vậy ta? Chị phụ không vừa L. L65L rộng quá không. Ủa nhưng mà em sai chưa ông Phượng ơi? Em bao nhiêu tơ ba ơi bê cho nên nói gì? Không có, chị tiêm filler mũi rồi chứ thật chứ chị không có nâng mũi nha mấy má. Quần L, dạ chị Tân Duy không có chị ơi. Nãy chị quăng S rồi. Tao đánh mày chết. Nó mới nói là xé cái đó là không có rồi mà. Đây chị nào lấy L thì đổi qua quần này cho em nha. Quần này là có chữ mod chino theo chứ không phải in nha mấy má. Theo đằng sau luôn. Theo trực tiếp vô cái nick mình luôn. Có nghĩa là mấy chị nhìn nè, nhìn cái form nè, thấy chưa? Đưa cái nick ra đẹp chưa? Đẹp chưa, đẹp chưa, đẹp chưa? Chưa mặc lên mà cái nick nó cong dèo vậy luôn nè. Đó, đẹp chưa, nó hắt nước đẹp chưa? Đẹp chưa? Rồi, khúc dưới này nó giống với cái quần cơ kia. Nhưng mà cái này nhìn nick bự lắm. Nhìn nick nhìn hông bự lắm ha. Rồi, nó rách ngay đây. Nó rách ngay đây. Cái hàng này mắc tiền hơn hàng kia, vẫn xả 140 luôn quý vị. Ngày hôm nay quá vui rồi. Quá vui rồi, vui quá rồi ha. Nguyễn Lợi lấy mình đi nè. Rồi, chị nào lấy chốt đơn cho em. Không, ngực chị không tim em ơi. Ngực chị không bao giờ tim cho em nha. 45kg mặc size gì thích em bé. Lấy size S em ơi. Rồi, Tiên Mi Trần lấy quần L có luôn. Chị nào lấy chốt đơn cho em nè chị gái ơi. Nhanh nhẹn lên nào. Cái quần này size L thích bự mặc được nè. Còn 140. Tiên Mi Trần có rồi. Quần này hơi bị đẹp luôn. Đi dảnh 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 cái nít á. Cái form quần nó giống như cái em mặc. Nhưng mà form này jean nó sẽ sang hơn. Nhìn giống như mấy con mà hip hop girl đó mấy chị biết không. Đó, đào vỏ lấy cái quần L có nè. Tranh thủ ấy, hình như còn có một cái, hai cái L nữa là hết á. Rồi Thủy Tiên Tàn lấy cái quần rách size S nè. Ok, lấy chị cái quần L, chị Tân Duy lên số điện thoại giùm em chị ơi. Cho con post nó luôn nè, lên số điện thoại trên này xíu gửi em inbox cái địa chỉ nha chị. Em có gửi tin nhắn cho chị rồi đó. Quen đi tới ai vậy ta? Hết nè. Cái quần chuồng cơ gì đó còn có size SM thôi nha. Bà nào hốt thì hốt chuồng cơ. Áo thun tay dài mới bán hết rồi. Áo thun tay dài mới bán hết rồi. Chị nào lấy đồ chốt đơn cho em nè. Ôi trời, cái đống quần nó lại gì chưa bán kìa sao. Đống quần nó lại nhẹ. Cũ quá. Hay là đủ sai. Cái gì chưa bán luôn. Ôi cái này giùm. Ôi giùm này bị bom nè mấy chị ơi. Chị lấy trần lên nè. Chị mặc hàm to, tim nó nhỏ, nhỏ nha em. Nhỏ nha. Em tim nguyên combo. Cái này nguyên set đang mặc luôn tiên. Nguyên set đang mặc luôn. Set hàng Thái Lan 299, đang sale 299. Em đang trả lời ai vậy ta? Chị Lan Trần lên số điện thoại giùm em mới có đơn nha chị gái nha. Rồi xíu gửi địa chỉ cho Minh Móc cho em. Đó. Minh nói gì? Quần đó, quần này co giãn nhẹ
nha. Bà nào á mà không thích mặt hai hai à, là từ bà nào mà không thích mặt hai dây này thì mặc thêm cái áo thun của bên trong hoặc là một cái áo ống của bên trong. Chị Lan Trần lên số điện thoại mới có đơn, chị cứ nhắn vậy hoài là không có đơn đâu, phải lên số điện thoại con boss nó mới in ra được nha. Nguyễn Trang lấy cái dùm dăm hai có nè, rồi lâu lắm mà mới thấy chị Nguyễn Trang xuất hiện luôn nè. Nè em coi chừng lộn quần nè em. Rồi cái gì ơi, còn quần áo thì nó chưa bán đó, quên luôn á. Bữa sau nó đi giả tao giả là không nhận nữa hả, đó sai lời đó luôn, sai lời nó đó. Rồi ok nè, chị Lan Trần lấy size S có nè, có size L để chị quăng rồi đó. Xíu nhớ gửi em địa chỉ cho mình bóc nha, chứ mấy bà mà không gửi địa chỉ cho mình bóc tội nghiệp em bán đi bán lại lắm. Đợi em tí nè, để em ủa sao bà giả lại đóng này vậy ta, này bố lỗi cái gì? Trời ơi, lỗi dính một tép nhờ. Mà đâu phải do lỗi mình đâu. Ờ, đúng giả lại. Màu hồng nữa, màu hồng, màu xanh bơ.
luôn đi, trả hết đi. 45 ngàn. Liễu Châu lấy bơ hồng có nè, xíu qua lấy cái hồng đó giữa nhà em. Bơ hồng gì để cặp cặp vậy đó, cái hồng đó nữa. Còn một cái hồng nữa, hồng em để bên kia mất tiêu rồi. Rồi Huyền Chân lấy cái bơ 45 có luôn nè. Rồi có luôn. Còn một cái trắng 45 nữa nha. Xét trắng 45 còn nha. Y chang xét bơ này mà màu trắng với màu đỏ. Màu trắng, màu đỏ với màu hồng, ba màu. Hồng đẹp lắm. Rồi em hết Nguyễn Ngọc Tú Vân lấy 45 hồng có nè, em hết bơ nha. Nguyễn Ngọc Tú Vân xíu gửi cho em cái địa chỉ trong inbox cái nè. Em hết bơ rồi, xét 45 em hết bơ rồi, em còn cái hồng ngọt lắm. Cái hồng kiểu cái hồng hồng giống vậy nè, cái hồng giống màu vậy nè. Đó, chị nào lấy chốt đơn cho em nè. Hồng quá đẹp lắm. Trắng 45 Quỳnh Ngọc Diễm có nè. Quần rin đợi 5 giây. Chờ em tí. Để em giải bán đông này trước nè. Hay nhiều khi là hàng bom mà em bỏ lộn vô trong đồ của khách á. À, đồ của xưởng á. Em còn cái đỏ là 45 ngàn, chị nào lấy luôn em cho hết. Đây cái quần này em còn SM. Hồng 45 đẳng Thanh Vy có nè. Hồng 45 có nè. Xíu qua bà lấy hai cái hồng nữa nè. Hồng, hồng màu hồng 45 là nó vậy nè mọi người. Rồi cái quần rô cơ. Ủa cái quần chuồng cơ nè mấy chị. Đó. Chuồng cơ hai bên nó sẽ làm dày. Mặc lên nó mới thấy hai bên cái bên hông mình á. Hai bên hông nó mới thấy. Rồi em chỉ còn size SM thôi. Size S là 46kg, size M là 52kg. Rồi hết. Còn bà nào mà tròn tròn người quá lùi lại size M50 cho em. Đó là xong ha. Rồi đang sale còn 140, 180. Mà em sale còn 140 luôn. Bán cho nó hết. 180 sale còn 140. Bà nào lấy quần thì chốt quần cho em ha. Quỳnh Ngọc Diễm lấy cái hồng 45 có luôn nè. Chị nào lấy hồng 45 nữa hình như em còn cái nữa là hết. Còn bộ hồng 45 nữa là hết. Rồi còn cái quần Martino. Còn cái quần Martino này đằng sau nít nó có in Martino. Vẫn còn SML phải không? Hay là hết L luôn? Còn cũng còn SM luôn nha mọi người nha. Cũng xem 140 luôn nha. Cũng xem 140 luôn. Rồi bộ này xả lỗ nha mọi người luôn nè. Bộ này xả lẻ hết luôn. Bán luôn 55 ngàn bộ. Bán luôn 55 ngàn bộ nè. Còn hai màu, một xanh một cam thôi. Còn xanh cam luôn. Xả 55 ngàn bộ. Hàng hot girl mà còn đúng hai màu thôi. Mà khổ tâm lắm, bán hoài cũng được. Đó, hàng này co giãn cho em nha. Hàng xốp cho em, tay ống loe. Phần dưới eo cũng ống loe. Cho nên là mặc đi ăn không thấy bụng nha. Quần nó cũng sẽ là một cái quần ngố nhẹ nhẹ. Quần ngố nhẹ nhẹ nè. Thấy không, xinh lắm. Lên nguyên set là số giác luôn. Mà bị cái còn hai màu với lại con nhỏ kia bom á. Nên là mới còn hoài. Đốt vía nó tới giờ chưa được luôn. Đó, rồi xả cho mọi người 55 ngàn set. Xét 55 đủ màu, hai màu em ơi, hai màu. Đó bà nào lấy chốt đơn cho em. Còn đúng hai màu này luôn. Quần Martino. Martino còn SM thôi em vừa không? Em vừa thì cho coi lại nè. Quần jean bao nhiêu? Quần jean bao nhiêu cm trả lời cho. Chị cũng biết trả lời nhiêu cm nữa. Quần jean là chị mét 6 là nó phủ mất cái chân đó. Để mang giày được á. Mang mấy cái mà đôi giày bata được á. Rồi Tiên My Trần lấy set xanh có. Cái set này free size nha mọi người nha. Nguyễn Lợi thêm cái xanh nữa có nè. Cái set này free size rồi. Em hết xanh em còn cam không thôi. Chị nào lấy cam chú cam cho em nha. Hết bào. Đây em còn cam không thôi. Vừa em mờ phải không. Ok nè. Rồi chị Lê Dung lấy cam còn cái cam nữa. 45 đỏ Nguyễn Ngọc Từ Vân có nè. Rồi quần jean hết size L. Em còn hai cái cam nữa là hết. Chị nào lấy luôn hai set cam 55 ngàn đi. Set này bữa em bán với chị biết nhiêu không? 135 ngàn. Ủa nè, cái này đụng cái này như khác nữa người ơi. Đây để chị cho coi cái jean Martino cái đã. Đây size M nè, sẵn xíu có chốt thì chốt luôn chị. 140 Nguyễn Lợi thêm cái cam luôn. Dép chị còn có hình như còn cái size 40 à, phải không? Còn cái size 40 à. Rồi khung ngọc qua lấy luôn cái cam 55. Rồi hết. Đang quỷ lợi màu 2 á. Đây quần Martino đằng sau đây em. Đó. Đằng sau là theo như vậy. Đằng trước là nó đắt như vậy. Đó đỉnh vô dài nha. Dài nha. Dài nha. Dép bữa giờ mang là còn
không? Còn tiếp cái quần jean này nữa nè, chưa biết cái gì nữa, đợi tí nào để khui ra nè. Còn cái quần jean mới nữa. Còn bộ gì lộng lộng không hả? À, còn cái đầm rộng lắm. Áo gấu nè, con gấu này theo lông kem luôn.
biết xe em nào em cứ nhắn tin inbox cho chị đi, rồi có gì chị coi. Rồi chị mò coi xe nó đâu. Chị nào lấy gấu chốt gấu cho em, mình gấu xả còn mướn 140 rẻ rồi cho một tuần luôn. Rồi đưa cái đó xe luôn đi. Quần chị hết rồi, quần chị còn có nhiêu đó à. Thấy gì út chẹp vậy. Áo gấu 140 Đặng Thanh Vy có cái nào, còn cái nữa chị nào lấy luôn giùm em nè. Còn cái nữa chị nào lấy luôn giùm em đi. 140 à. Quần đùi còn size SM xả hết đồng giá 65.000. À, còn cái này là xả luôn nè. Còn cái đầm này nè, còn 3 màu. Đầm này còn 3 màu, màu hồng, màu xanh lá, màu cam. Xả luôn mấy chị ơi, xả luôn 69.000 cái. Đây xả luôn 69.000 cái. Chuẩn bị mấy chị để dành cái này Tết mặc cũng được nữa. Đó. Để dành cái đầm maxi này Tết mặc cũng được nữa, xinh lắm. Qua gối luôn nha. Mẫu này qua gối màu quỳ mặc được luôn. Không ảnh hưởng gì hết trơn. Đó. Thấy không? Rồi chị nào lấy chốt đơn cho em này xả luôn 69.000. 69.000 cái luôn. Đầm 69 đủ màu Nguyễn Lợi có nè. Rồi còn cái màu xanh lá chị nào lấy chốt đơn cho em. Còn cái xanh lá nha chị nha. Còn cái xanh lá. Tụi chị cái set vest chị sale nè. Hết cam rồi Kim My ơi. Còn cái xanh 69 nào chốt luôn chị ơi. Đây cái này. À cái này con quỷ kia nó xả ra nè. Xanh lá chốt tim với trần luôn nè. Đây em xả luôn mấy này, còn có cái lẻ khách son thôi mà. Để gom xả hết luôn. Rồi hết xanh lá, còn mẫu này xanh lá nha. Xanh lá này thì xả nhít hơn xíu nè mấy chị. Xanh lá này xả 75 đi. Xanh lá này xả 75 đi, có tay. Hàng đẹp, nặng tay lắm. Đó, baby doll xòe. Cổ vuông phòng như vậy nè mấy chị, nhìn nè. Nó có thun ha, thun tay, thun tay. Ok chưa? Chị nào lấy chốt đơn cho em 75, baby doll 75, từ đây nó bắt thang nó xè ra vậy nè. Đó, xanh lá 75 kem. Xanh lá 75 này khắc bom nè, bữa là em bán mẫu này tới 129.000 rồi. 129.000. Rồi set vest còn có mấy bộ xả luôn 69.000. Hay 75.000 chị nào lấy chốt đơn nha. Hàng này hàng chân Ali á, hàng chân Ali nè. Đẹp cực kỳ luôn, nặng tay vô cùng, bà nào lấy được thì chốt được là lời á. Rồi mùi lại phun thí lấy xanh 75 có nè. Rồi xanh lá 75 hết. Còn hai cái set vest màu cam cuối cùng. Màu cam nói cuối cùng luôn. Mấy chị mặc với lại áo hai cây hoặc là áo bờ ra ở bên trong cũng được, hoặc là một cái áo ống ở trong cũng được ha. Đây có hình mẫu mặc luôn mấy chị gái, thấy chưa, có hình mẫu mặc luôn. Hàng này đã may hàng quần tây quần ta đồ đó, xả luôn 69.000 cái, thấy không, set vest đẹp luôn mấy chị gái. Không nhăn, không hề nhăn, đi đi về về 80 bận không hề nhăn mà biết phải cỡ nào, được chưa. Rồi bà nào lấy vest chốt vest 69 cho em, với là một cái quần tây. Hàng này 155.000 mà xả còn 69.000, tại số lượng ít quá, lưng quần là có thun nha mấy chị nha. Tuy mi trần một set vest à, còn cái nữa chị nào lấy luôn chốt luôn đi, còn có bộ à. Rồi chốt mini lam rồi hết luôn, rồi hết luôn nha, vest hết luôn. Cái này em còn một bộ bà ba. Cái này em còn một bộ bà ba. 89 em ơi, 89 nãy chị nói nhanh quá nói lộn. Rồi, còn một bộ bà ba. Xả cho em bộ này 89.000 luôn. Cái này hôm bữa em bán là em xem 135.000. Cái này hôm bữa em bán là 135.000 bị bom, còn đúng bộ này nhìn mát mẻ đẹp ghê không. Rồi với lại một cái với lại một cái quần như vậy luôn. Xuất sắc cho mấy chị gái, xuất sắc cho bộ bà ba này, xả luôn cho em 89.000. Hôm bữa em bán 130, hôm bữa em sale còn 130 đó mấy chị nhớ không. Bộ bà ba này đủ màu trắng rồi thì cái kiểu á, tim mi trần bà ba có luôn nè. Rồi 89.000 hết luôn, nghẹt mũi quá. Rồi em còn cái đầm này chưa lên nè mấy chị. Đây em lên cái đầm này luôn. Ủa chị mẹ đâu rồi. Đây em lên cái đầm này cho mấy chị luôn nè quý vị ơi. Chờ em tí, chờ em tí. Cái đầm này xả luôn nha em 99.000 cái. Hai màu trắng đen.
một cái xóp gốc thôi. Đó, chân Ali nè. Một xóp gốc là hai màu này thôi, là không có màu khác nữa đây. Đằng sau là có dây kéo luôn các chị. Đây, phồng ra như vậy. Ở dưới đây là form giống như tách tay vậy đó, hai màu trắng đen cho em luôn, xả chín chín hàng. Hàng này hàng xóp đẹp cho em luôn nha. Cái này hôm bữa Đinh Ngọc Thí Vi có hỏi nè, mà chưa có lên mẫu, bây giờ không biết nó có lấy không. Rồi mẫu này em còn trắng đen, để em ráng đứng lên em thử cho mấy chị coi ra. Cũng nó đè đau quá. Chó này ngon ơi, tao đứng quá. Nguyễn T 300 lấy đen có, là xã 99, là Sunny Trần lấy đen 99 có. Mấy chị thấy em đăng hình trên Zalo rồi là mấy bà biết mẫu này đó. Rồi chờ em tí nha, để em thay cho mấy chị coi. Em lên một trắng cho mấy chị coi, ướm cho mấy bà coi nè. Hàng ở trên nó sẽ là len gân. Đó, phần dưới đây nó sẽ xòe ra tới vậy luôn. Thấy chưa? Phần dưới đây nó sẽ xòe ra như vậy luôn mà em chưa mặc vô nha. Hàng này len gân. Đằng sau là có nguyên cọng dây kéo. Mặt rất xinh. Đó. Mặt nó vậy đó mấy chị. Thấy không? Nó dướng đồ cho nên nó chưa xòe ra hết nè. Rồi, chị nào lấy cái này chốt đơn cho em 99 hàng không mấy chị gái. Hàng rất đẹp. Vải đẹp nha mấy chị nha. Cầm về là chắc tay cho em luôn nha. Em mới bán giá này nha mấy chị nha. Đó. Đó. Hàng mẫu sao là y vậy? Tại vì may xưởng em. May xưởng em. Hàng sao là vải y vậy luôn. Xíu nữa em đăng hình cho mấy bà nào muốn có hình có hình nè. Rồi 99 hàng vui vẻ luôn mấy chị gái ơi. Free size cho em 55-56 cái đồ về. Hàng len gân co giãn. Cái này á nó bọ ngực, nhìn cái ngực săn chắc lắm. Eo nó cũng vô nữa. Eo ra hay eo đích rồi. Rồi, hồng ngọc một trắng một đen có nè. Chị gái nào lấy nữa chốt đơn cho em mẫu này. Giang Hương Lê lấy đen có nè. Bộ đen mặc là 299 chị Tuyết ơi. Bộ đen mặc là 299 nha. Size S 46-47kg đổ về. Rồi, bà nào lấy nữa chốt đơn mà em. Rồi, Bùi Lại Phương Thúy trắng là Nguyễn Nga lấy đen có nè. Rồi, đa phần là em hình như em còn trắng mà không biết. Đen cũng còn mấy cái nữa hết rồi. Đây em đen em còn được 2 cái nữa hết rồi. Chị nào lấy nữa chốt đơn cho em cái đầm này. Đầm này lên form xịn quá trời. Chị có tim hờ tờ thâm mắt là gì? À tim hết thâm mắt không hả? Có nha. Nguyễn Thị Minh Như lấy đầm đen có nè. Nói chung mấy chị biết đâu người ta hay gọi là cái HA. Nhưng mà thiệt sự ra cái HA lấy tim filler á. Tim vô là mặt đẹp. Mấy chị nhìn em vậy mấy chị biết em ba mấy rồi. Không hề ha. Đó bà lấy chốt đơn cho em. Khiết Tâm lấy đen chứng chứng có nè. Rồi hết đen còn trắng không nha. Hết đen còn trắng không nha mọi người ơi. Chắc em sale cho mọi người cái gì nè. Em xíu nữa em đăng cái trắng lên cho mọi người coi. Em hết đen rồi em còn có trắng không thôi. Ê mẫu này ông bà nào lấy hả? Đen kem với lại nâu nè. Đen kem nâu. Đây đen kem nâu. Đó 60kg quay đầu xịn luôn. Đang sale có 101. Bên trong có lót quần luôn thấy không. Bên trong có lót quần luôn mọi người. Chân váy tầng này mấy bà tách lẻ ra mặc chung giáo luôn cũng đẹp. Đúng chưa? Đúng chưa quý vị? Chị nào lấy xét này chốt xét này cho em với nè. Ủa cái cục của cái xét này đâu rồi ta? Set này em còn. Đó.
gốc luôn, hàng đẹp luôn mọi người ơi. 299 mà bây giờ em xả còn có 199 tại cái lô này về chậm quá. Em hết sét trắng rồi, em còn sét hồng thôi được không? Còn sét hồng nha, lấy sét hồng giùm được không? Hồng nó cũng là cái hồng giống như cái hồng này luôn á. Cái hồng phấn này nè, hết trắng rồi. Ồ, mới bơm mỏ đó. Mỏ quá trời là bầm nè. Trời ơi, như vẽ râu vậy đó. Khổ ghê quá trời luôn nè. Lâu lắm rồi mới độ hàng lại, chị biết không? Cho nên là vì đam mê chích hả, không cần đợi tê. Đây, màu hồng nè mọi người. Màu hồng ở ngoài ngọt nha, nha quý vị nha. Màu này nó kiểu như dạng nó hơi pha vàng á. Đó, hồng nâu nâu vàng vàng á. Cho nên là lên đây nó hơi bị tươi, chứ ở ngoài nó ngọt dữ lắm đó. Màu hồng à, xuất sắc luôn. Bà nào lấy hồng chốt hồng cho em xả còn có 69 ngàn thôi. Quan trọng là cái quần váy đẹp quá nè mấy bà ơi. Cái quần váy đẹp quá. Quần đùi size S có nha, nhiều lắm. Quần đùi size S chị đang xả còn 65 ngàn, đợi tí nha. Ơi lấy chị cái quần đùi đây 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 sau lưng nè. Liễu Châu lấy cái hồng có nè. Em còn mấy cái hồng nữa, chị nào lấy chốt mà em có 69 ngàn rồi mấy chị. 69 ngàn ghế về luôn. Đây, quần có hai màu, màu đậm với màu nhạt cho em. Màu đậm với màu nhạt. Đây, màu đậm với màu nhạt. Màu nhạt đây mấy chị. Màu nhạt đây. Đó, màu nhạt với màu đậm. Còn size S không mà chị nào lấy chốt đơn cho em. Size S là 45-46 ký đủ về á. 45-46 ký đủ về cho em đi. Còn một cái đậm size M, Nguyễn Nga lấy hồng 69 có nè. Chị nào lấy chốt cho em đi, xả còn có 65 ngàn chứ lộn. Nãy giờ nói 65 rồi đúng không? 65 ngàn. Không xin chính là ngoài kia còn á. Đó là cái đó. Ồ, hết size lớn rồi nó mới sale quá. Chứ quần này là 95 lần cái gì. Còn ngoài đó kìa. Không đổ á. Rồi, chị nào lấy quần size S chốt cho em quần size S coi nè. Đó, mấy bà hỏi cho đã, xong mấy bà không chốt có 60 ngàn qua cái quần ở đây luôn. Đó, mấy cái quần nó chưa bán. Còn nào đem ra sale. Size M còn nha, size M còn được cái. Na Nguyễn quần nhạc size S có nè. Đây, cái đó của Tàu, cái đó của Tàu. Thứ mấy chị ship hàng? Thứ Mai nè em. Thứ Mai là ship đó. Thứ Mai là chị ship á. Hết đúng không? Cái này đúng không? Thứ Mai là ngày mai đó. Sọc sọc đó là gì? Đó, quăng đây bán luôn. Rồi cái bộ này xả luôn 50 nè. Đặng Thanh Vy 69 M nè. Đặng Thanh Vy trước 69 M trước nè. Để kiếm thôi, còn cái M nè đúng không? Còn cái này M hả? Cái này á. Này kiếm được mấy cái M. Cái nào cũng rách đó mấy bà ơi. Đây này, cái này cũng tiên nè. Này để cho tiên nè. Tiên còn cái L, để tiên cái L nha. Huyền Chân lấy S 60 đậm có nè. Giờ mấy bà cũng ghi 60-65 gì cũng được. Mấy bà thương thì cho tôi 65. Bà nào không thương thì cho tôi 60. 60-65 gì cũng được. Mấy bà cũng ghi nhiều mấy bà ghi. Cái nào cũng rách hết trơn á. Không có cái nào mà lạnh lặn hết nha. Phạm Thị Thùy Linh là 60 đậm là lên số điện thoại chị luôn. Phạm Thị Thùy Linh lên số điện thoại có đơn nha. À, Tùy Nguyễn Thanh S đậm có nè. Rồi bà nào lấy nổi chốt đơn em. Đặng Thanh Vy có rồi. Ngày mai không like mai trơn. Đào bỏ em không có quần L hết. Hết L rồi chị ơi. Còn có xe S không à. Đang bán xe S nè. S đậm S lợt thôi. Đó, em còn có mấy cái nữa thôi. Phạm Thị Thùy Linh có nè, có thông tin nè, xíu gửi địa chỉ inbox nha. Rồi em còn một đậm hai nhạc size S nữa thôi. Lấy em miếng nhắn dấu có luôn. Danny Nguyễn một đậm một nhạc. Em M không có, xé cái Danny
này là cái set này là len gân là đẹp lắm, mà tại vì đốt vía nè, hàng co giãn 60 kg mặc cũng được luôn, với lại một cái chân váy xả luôn 55 ngàn, xả luôn set này 55 ngàn, hàng đẹp nha mấy chị nha, hàng rất đẹp luôn chứ không phải là đẹp thường nữa, lên form nhìn đít đôi đồ đẹp lắm, mà eo ọt nữa, mà không có bị siết eo đâu nha, không có bị siết eo, nó thoải mái được vậy, nó xả luôn 55 ngàn, bữa 125 ngàn, xả luôn 55 ngàn. Chị nào lấy luôn set sọc đi, xả 55 ngàn là chốt luôn cho hết mấy chị ơi, chốt luôn cho hết mấy chị gái ơi, được rồi, ngoài hết rồi trời. Rồi bà nào lấy nữa chốt đơn cho em cái nè, còn có set sọc à, còn có set sọc của chị ơi, hôm nay live wifi thấy nó ngon nhẹ hơn được miếng ha, 55 ngàn set sọc, 55 ngàn set sọc, mấy chị thấy không, đốt vía đốt hoài chưa được cái vía này nữa nè, lấy nu kem cho hết luôn đi nè. Rồi chốt bị thị thu tâm, set này 60 kg quay đầu mặt cũng vừa, 40-45 kg mặt cũng vừa, mà xả cho bị thị thu tâm 55 rồi, qua mẫu nha. Ờ, còn cái này nữa nè mấy má, còn cái đầm, ủa hay cái set, còn cái đầm này xả là cái này bán nhiêu tao quên rồi, hãy bán 79 này sao á, 79-75 gì á hả ta, 79 ngàn nè, đây đầm này 79 ngàn cho em luôn, 79 ngàn, chị nào lấy chốt đơn hay like ngày đâu có đâu like đầu tiên, chị like cuối cùng like cuối cùng mà mãi đi đơn á, đây đầm baby doll hả, giờ có nhiêu chị lên hết em ơi, trước mắt là có nhiêu chị đang lên hết rồi nè, còn có đầm này thôi à, còn có đầm này xíu sale nè, rồi cái này còn 75 ngàn, chị nào lấy chốt đơn cho em 75 nè, đây đầm 75 mặt xuống lắm nha mấy chị nha, xuống vô cùng luôn, mặt tàn tàn cũng được nữa, mặt tàn tàn đi đâu cũng được hết trơn nè mấy chị, 75 nào quần xe 50 kg không vừa chị ơi, có 46-47 kg thôi à, 46-47 kg quay đầu thôi, nói nhiều quá nuốt nước miếng không kịp nữa. Rồi em lên lại cái baby doll này nè, baby doll này có hai màu, màu vàng với màu nu thôi, màu vàng màu nu, hàng lê nền loại 1 nha, hàng lê nền thô loại 1, thí hiểm là cái đầm 75 có nè, ok chị thí hiểm nè. Rồi còn màu nu với màu vàng free size cho em 60 sắm 2 kg về mặc được nha, bầu quỳ mặc được luôn, xả cho mấy chị còn 95 ngàn một cái đầm đó, 95 ngàn cái đầm, lấy hai màu luôn, còn 90 xả luôn đây nè, trời ơi đó cũng có cái mặt thôi, dưới cơ mặt thì sao, còn màu vàng đây đây, màu vàng với màu nâu mấy chị coi rõ mẫu không, màu vàng với màu nâu form rất đẹp, vải nó sọc lên nền nó sọc xuống á, đó sọc sọc xuống vậy nè, chị nào lấy chốt đơn cho em nè 95. Rồi Kim My lấy cái nu 95 có nè, baby doll này dễ mặc lắm. Ê có cái màu bơ, còn cái màu bơ, chị nào lấy chốt luôn, còn cái màu bơ là hết nè, bơ vàng kem, còn có nhiêu đây trên tay nữa là hết, cho nên xả hết luôn 95 ngàn đó. Rồi hằng lấy hai cái hai màu, lấy luôn ba màu đúng không, lấy luôn ba màu đi em, lấy luôn ba màu đi Hằng ơi, chồng phun quay lấy bơm nè, ok nè, rồi Hằng muộn rồi, còn cái vàng bà nào lấy luôn giùm, còn cái vàng 1 giờ khuya chứ ngồi luôn, 1 giờ khuya nhưng mà 1 giờ trưa giờ là làm tí tới 1 giờ, 1 giờ trưa mai là đi ngủ rồi hai cái đó bơ này luôn, còn cái vàng rồi chốt cho bông chốt cho bông quá rồi hết, rồi hết luôn cái baby doll đó nha, nè à kiếm ra nè, để nhét này vô, trời má nó đè thiệt luôn á mấy chị ơi, nó đè quá ghê rồi, cái này cái set này nè bà nào lấy chốt, mình còn có hai màu thôi nè, màu kem với lại màu set này nãy xả còn nhiêu ta, 125, trời ơi set này lên nền mắc lắm, lên nền mềm chứ không phải lên nền thô nha, lên nền mềm 125,
ơi. À, đói bụng quá à, thiệt luôn á. Chị nào mấy củ tiếu rồi. Giờ nó bán hết mạng rồi đó. Xù. Đây, một kem đây mọi người, không mỏng nha mọi người nha. Đó. Lại ngon vợ đứng yên mẹ. Ủa đứng hả mọi người? Đứng hả? Đây. Chị nào lấy chốt cho em là một kem với màu hồng 125.000. Vậy là tới cử rồi đó. Nó đứng là tới cử rồi đó. Thanh Tuyền lấy một kem là xíu gửi cho em thêm cái địa chỉ trong inbox cho chị gái nha. Em gửi chị cái tin rồi đó. Bên em không gọi điện chốt đơn, mấy chị cố gắng inbox cho em nha mấy chị nha. Cố gắng inbox cho em thông tin nha mấy chị nha. Gọi là mình có trách nhiệm với cái comment của mình. Mình inbox cho em vui vẻ thôi. Hôm nay á mấy bà, hôm nay là mấy bà uống cà phê hay gì mà mấy bà thức dữ vậy? Hôm nay tôi thấy mấy bà thức dữ lắm nha. Nha. Tôi thấy mấy bà hôm nay là thức khuya lắm đó. Rồi, các bà nào lấy set này màu hồng nữa không? Hồng kem. Hồng kem. Lên lại rồi tua sơ sơ, tôi nhớ được gì tôi like cái đó. Set tôi đang mặc vẫn còn mà còn size S không thôi. Còn size S thôi 4-6-7 kg đổ về thôi nha. Hàng Thái Lan. Để xíu nữa tôi kiếm hình, tôi không biết tôi còn lưu hình nữa không nữa. À, ừ. Còn mẫu khác không? Mẫu nào nè, giờ chị nhiều quá nè. Thức cho chị vui hả? Trời, chị vui quá trời. Trời ơi, tôi mấy ngủ dậy nữa, tôi tức quá trời. Bởi vậy, nhiều khi hả? Nhiều khi một mình sờ cô đơn. Lên giùm, giờ lên giùm chị cái đôi dép mà còn sai gì vậy? Chẳng chung. Nhưng mà làm ơn cho tôi coi cái mẫu dép tôi có bán được khoảng 5 phút lương. 2 phút 1 phút còn lại mày. Rồi, đợi tí. À, đưa cho một bịch sữa tắm bán. Rồi, bịch sữa tắm hôm nay bán 99.000 xả luôn hết. Hết đóng sữa tắm 99.000 một bịch. Từ 150 xả còn 99.000. Kệ mẹ tất cả luôn nha mọi người nha. Rồi, mẫu này cho em là gần nửa lít. Gần nửa lít một bịch ha. 99.000 sữa tắm nước hoa. Là cái chai sữa tắm nước hoa đó. Em mua để dành dần. Em xài là cái thứ nhất. Rồi em bán lẻ lại cho mấy chị là cái thứ hai. Nhưng mà nó về, nó không hiểu ý em, nó về một lần 2 thùng. Cho nên bây giờ em xả hết cho mấy chị. Còn 99.000 một bịch sữa tắm. Mấy chị về mấy chị chiết ra ở bên trong trong gì ta, trong cái chai sữa tắm của mấy chị xài cũng được. Cái gì? Sữa tắm, chị nào lấy chốt đơn cho em, chốt lần mấy bịch để dành xài với mấy má. Đó. Hứa với mấy chị là rất thơm. Tắm là thơm ngào ngạt luôn. Bình thường những cái sữa tắm kia đúng không, lưu hương được 1 tiếng là cao. Còn cái này mình lưu hương được từ 3 tới 4 tiếng. Đó. Sữa tắm chứ không phải nước hoa nha mấy mẹ. Nhưng mà nhiêu đây là đủ dịch hai cái rồi. Nhiêu đây đi ra với chồng thôi, đi ra với bồ thôi là muốn dịch hai cái là đủ 3 tiếng rồi mấy má. Đó. Ai đâu mà xào quần gì đâu mà lâu được 5-6 tiếng đâu mấy bà, khỏi lo. Mấy bà muốn dịch nữa thì vô tắm lại cái nữa nha. Buồn quá, chị tắt nhạc kêu chị Ngân hát cho em nghe đi. Hay vậy. Anh dạy chưa hát chưa. Huyền Trân. Đồ mà nó xếp đồ còn không kịp nữa mà nó kêu nó hát. Quá trễ cái tôi rồi. Trời ơi cứu tôi. Đây đôi dép chỉ còn có size 40 thôi mà 39 bán ké được nha. Mẫu này hôm bữa là em bán 225.000. 225.000. Cái gì kêu khách yêu đồ vô mẹ tàn mấy mẹ mấy má. Trời ơi em bán chị em mình rồi đó. Em bán gì là lưng lưu chị em mình lắm nè. Đây. Ngân hát là đứt mạng luôn. Bữa đứt một lần rồi. Đứt tới 3 ngày em không like được. Mấy chị thấy không? Con Ngân nó hát có một câu thôi đó. Rồi chị nào lấy chưa? Chị nào lấy chưa? Em sell cho mấy chị luôn. Là từ 225.000 còn 140.000 đồ dép. Con Ngân mà nó nghe giá hả? Chửi em. Hả gì? 140.000. 140.000. Ai bán 40.000? Mày có điên không? Chị nào lấy được size này chốt cho em là hết luôn rồi hả? Còn chiếc không? Còn đôi một luôn. Chiếc một đôi một luôn trả lời nè. Còn đúng một đôi một luôn. Dép size 36 và 7 không còn. Nóng quá vậy ta.
bình thường người ta nói là số 4 xui lắm. Nên em lựa chọn thử coi là em có bán được không. Mà em thấy tương lai là chưa ai comment rồi đó. Rồi chị ta. Mày đau chưa? Mày đau chưa? Mày đang suy nghĩ gì? Không phải gì mà nói được. Chị nói em hút cửa rồi xong em quay bên mình. Em không đau đi. Mày bước ra anh chọn vô mặt bây giờ. Chị nào lấy cái dép cho con dép cho em nè. Để em xui quá nè. Em lên bịch số 8 em bán cũng được con bịch. Em lên đôi dép một cái vẫn chưa bán được nửa đôi nữa. Khổ quá nè. Đây, bây giờ chị nào mua một chiếc không? Một chiếc 70. Một chiếc là 70. Mà một đôi là 140 nha mọi người. Bán vậy là quá rẻ luôn rồi đó. Còn gì nữa đưa đi, trời ơi má nó ngồi hoài. Trời má đất ơi. Cái đôi bót, đôi đồ đó. Ủa à, đôi dép. Bên kia cũng còn có một chiếc màu bơ. Còn một chiếc nữa tao không biết đâu. Đôi bót này là em còn nhiều size lắm. Em sale còn 150. Đôi bó này để mang rất là sang, rất là đẹp luôn nha. Cái đó gì vậy? Ôi cái này còn size 3, còn size 40 nữa nè mọi người. Mà làm cái gì còn cái này? Hết rồi. À, chị nào lấy cái đôi này không? Em còn một size 40 thôi. Em còn một size 40 sale cho mấy chị 79.000 đôi. 79.000 đôi. Mà chiếc đó còn chiếc bên kia. 79.000 một đôi guốc này luôn. Xả luôn cho mấy chị 79.000 một đôi guốc này luôn, hàng đẹp nha. Mà còn có size 40 thôi là hết rồi, còn có một chiếc một luôn á. Một chiếc một. Ủa lộn. À, một đôi một luôn á. Má tao bị liệu, chạy tao đi mày. Chậm xuống rồi. Đó bụng quá à. Rung tay luôn rồi nè. Không biết đi trước còn cơm ta. Nè, giữ vậy chứ. Rồi Huyền Mùa lấy thuốc xay 40-79 ngàn nè. Đúng mà. Đúng luôn hả? Chửi như chó vậy. Tại nó ngu. Nè. Rồi cái này nè sale còn 165. Ôi không được, 165 là lỗ dữ quá. Cái này tới 250, mà hôm bữa lấy vô cái này là 235.000, bán hơn 250 rồi. Bây giờ sao lỗ lỗ xíu là còn 108 đi. 108 đi nha. 108. Cái này thì còn size bà nè mi. Còn một trắng. Một trắng với lại màu bơ. Một trắng với màu bơ. Mấy chị báo sai đi. Còn 40 luôn à. Cái đôi guốc size 40 sale 79.000 vẫn còn nha mọi người nha. Còn size nào vậy? 40 luôn hả? Size 40 em cũng còn nha mấy chị nha. Size 39-40 còn hết nha. Mệt quá rồi. Có lên quần áo nữa không? Mà đang suy nghĩ nè. Giờ mệt quá trời. Còn set này nữa nè mọi người. Em về bỏ vô dùm đi. Hộp nó có mẹ rồi. Đây, em còn set này. Em còn set này, còn một set bị bom về xả luôn 79.000. Đặng Thanh Vy lấy guốc 39 kìa. Guốc 39 79 kìa. Trời ơi 39 79 mày mày đánh đầu đuôi đi mấy đứa. Nghe cũng hợp lắm á, nghe cũng vô lắm á. Rồi, chị nào lấy chốt đơn cho em nè. Chốt đơn cho em luôn nguyên set này 79.000 nè. Đó.
mọi người nha. Ủa này còn bơ không? Con còn à còn bơ nè. Chị nào lấy bơ chốt bơ cho em nè, còn bơ nè. Còn có hai cái bơ hai trắng là hết rồi đó. Hai bơ hai trắng 89.000 thôi nè. Đầm nguyên cái đầm này nút bọc luôn. Thanh Tuyền lấy 40.79 cho em. Rồi cuốc 40.79 có nha chị Thanh Tuyền nha. Mấy chị nào á mà ví dụ như mà chân bị ốm á thì về thâu cái quai lại. Thâu cái quai lại đem ra tiệm cho người ta làm. Còn không cắt mẹ luôn cái quai trong đi, mang cái quai trên thôi. Nó không bị rộng, nó cũng không bị tù nữa. Đó. Cái dép đó là mang được 2 kiểu. Cái đôi guốc nó mang được 2 kiểu. Rồi chị nào lấy đầm này chốt đơn 38 không có em nói sạch luôn. Bây giờ em nói sạch chính thức là hết chính luôn rồi đó. Không có đôi boss này thôi. Đôi boss này 250 đang sale cho mấy chị còn 149.000. 149.000 có màu đen với lại màu nâu. Màu đen với màu nâu nha, 149. Cảm ơn mấy em nè. Trời ơi, đói mờ mắt luôn rồi. Nghỉ được chưa? Nghỉ được chưa? Còn cái đầm này xả luôn 45.000 nè. Còn cái đầm này 45.000. Chị Lai nói chuyện kiểu mono đi uống rượu. Là sao? Là giờ phải đứng lên lộn vòng hả? Đúng không? Ác quá trời. Mày đứa này nó kỳ cục quá đi. Tự nhiên bắt tao đứng lên lộn một vòng. Làm sao mà tao múa được? Nè đây cái đầm này 45.000 vui vẻ len gân đi mấy má đó, len gân co giãn cho em còn cái thôi. Chốt 45.000 chốt cho em cái đầm này đó, chốt luôn cái này đi rồi xong rồi nghỉ giải tán chương trình nè. À còn có set đồ này đang xem, khoan đi nha, còn có set đồ này nè. Không có thấy được. Đầm 45 chốt Quỳnh Như có nè. Rồi cái này là hàng Thái Lan. Cái này hàng Thái Lan free size cho em từ 40, 65, 70, 75, 85kg mặc cũng được ha. Nguyên cái set này hàng Thái Lan từ 399.000. Em đốt vé bữa nay em sale cho mấy chị còn 199.000 luôn. Lộn vô cái vô màn hình để tao lộn vô tao quay con. Mày tưởng tao lộn thiệt hả? Rồi, cái mẫu này là cái áo rất là đẹp luôn quý chị. Áo và lại chân váy đuôi cá. Một là bình thường bán lẻ là 100 mấy, một lẻ một cái rồi đó. Bây giờ em sale cho mấy chị nè, mấy chị nhìn nè. Đó, mấy chị nhìn cái mạc thôi là mấy chị biết liền hàng ở đâu liền, mà vải này họ không có. Vải này người ta rờ vô người ta hỏi vải mua ở đâu, kể cả những cái xưởng lớn á không kiếm được, chỉ có bên Thái Lan có thôi. Chị nào lấy set này chú kia cái set này với. Đẹp lắm. Đây. Đó. Với lại một cái chân váy đuôi cá siêu xịn luôn. Đẹp lắm nè, lên form xinh lắm mọi người. Đó, lên form nó vậy nè. Thấy không? Chị nào lấy chốt đơn liền thì em vải rất là đẹp. Có sao em nói vậy luôn. Mà đẹp cực kỳ nha. Chị nào lấy set này chốt bầu bì mang cũng được, không có vấn đề gì hết. Minh Hằng lấy một set có nè. Hôm nay em chịu lỗ, em đồng ý em bán từ 399, không nói láo một cái gọi là một chút nào luôn á, tại vì em không còn giữ cái bill nữa, chụp cho mấy chị coi luôn. Em bị con nhỏ đặt hàng tới bây giờ xong mà nó không lấy, nó hẹn 2 tháng trời, 3 tháng trời, tới giờ gần 5 trời. Cái này hồi đợt em bán là hồi gần qua Tết. Hồi qua Tết bắt đầu bán lại. 199 em, nguyên set này 199. Qua Tết là bắt đầu em bán lại. Đó. Xong là hàng Thái là bắt đầu nhập về, đi đường đó về ha. Rồi bắt đầu tới bây giờ là chưa thấy nói năng gì luôn, cho nên xả luôn. Còn Babydoll không chị, sọc hồng hết nha. Cái hồng 89 đó chị hết rồi. Rồi bà nào lấy nữa chốt đơn giùm em cái này, cái set này. Chị nào lấy set này nữa chốt đơn cho em set này nha, là hết luôn. Không biết em còn giữ hình cái set này nữa không nữa. 399 em xả còn có 199 nè, mà mặc lên đẹp giả mang luôn, đẹp lắm. Đẹp không tì vết nha mọi người nha. Rồi vậy là coi như là em xong chương trình bây giờ đi, tại đói quá rồi, giờ em qua mắt rồi. Rồi có gì em chốt đơn cho mấy chị nhắn cho em số điện thoại địa chỉ bên em không gọi điện chốt đơn. Xong rồi mấy chị nhớ
nhớ follow cái trang bay của em, để mà mỗi lần em like nó sẽ thông báo cho mọi người và giá em là bao, với mấy chị luôn, không có người thứ hai dám bán cái giá như em nha. Rồi bye bye mọi người nha, chúc mọi người ngủ ngon nha. Bữa sau đi mình sẽ người ta gọi là gì ta, trò chuyện đêm phi hả, trò chuyện đêm phi với nhau nha mọi người nha. Rồi bye bye.